Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 125. Sau khi Dương gia biết rõ thì sao? Khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên nụ cười. Sau khi Dương gia biết, ta thể hiện ra thiên phú, toàn bộ Dương gia khiếp sợ, bọn họ không chỉ không có trách ta, ngược lại còn đại lực bồi dưỡng ta. Cái này là sự thật, cái này là Dương rồ. Dương Diệp nói, vì sao ngươi muốn làm gia chủ, nguyên nhân này còn chưa đủ. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Ý ước khi mẫu thân của ta chết nói một câu, nàng nói, vì cái gì? Nữ tử không thê làm gia chủ, vì cái gì nữ tử chỉ có thê trở thành vật hy sinh, cho nên, ta muốn làm gia chủ, ta muốn phê quy củ. Dương gia nữ tử không thể làm gia chủ. Dương Diệp trầm mặc, không nói gì. Đột nhiên Dương Liêm Sương nói. Dương Diệp, người không tín nhiệm người, ta hiểu, bởi vì ta cũng không tin người. Sở dĩ nói cho ngươi biết những cái này, là vì ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ta và ngươi chỉ có hợp tác, mới có thể đối kháng Dương gia. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Không có ngươi, ta cũng có thể đối phó Dương gia. Ngây thơ. Dương Liêm Sương cười lạnh nói. Dương Diệp, nếu dùng thực lực của ngươi có thể đối kháng Dương gia, ta đã sớm để Dương gia thay đổi triều đại. Thực lực Dương gia, nội tình Dương gia, người căn bản không biết. Dương Diệp nói. Dương gia còn có át chủ bài gì? Dương Liêm Sương nói. Chân cảnh lục đoạn, Dương gia có hai lão bất tử chân cảnh lục đoạn, mà Dương Tiêu mới chân cảnh tứ đoạn. Trừ cái đó ra, Dương gia còn có một chi bộ đội thần bí, chi bộ đội thần bí này, chỉ có Dương Tiêu cùng hai lão bất tử kia biết rõ, cũng chỉ ba người bọn họ mới có thể mệnh lệnh. Mà chi bộ đội thần bí này, trong đó thấp nhất cũng là chân cảnh tam đoạn. Dương Diệp cau mày. Dương gia đi đâu kiếm nhiều cường giả chân cảnh như vậy? Nhiều. Dương Liêm Sương cười lạnh nói. Dương Diệp, người đối với Dương gia hoàn toàn không biết gì cả. Dương gia với tư cách thế gia cổ xưa, có thể ở Ngân Hà hệ tồn tại nhiều năm như vậy, há chỉ có chút thực lực như mặt ngoài. Đương nhiên, chân cảnh bình thường đối với người ta mà nói, như chó không có khác nhau. Chỉ cần có thể giải quyết ba người kia, Dương gia chính là vật trong lòng bàn tay ta. Dương Tiêu cùng hai chân cảnh lục đoạn kia. Dương Diệp nói. Dương Tiêu. Khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên vẻ cười lạnh. Nếu như hắn cùng ta sâu lâu, ta có bảy thành nắm chắc đánh chết hắn. Hắn so với phụ thân ngươi, kém không chỉ vạn dặm. Không phải Dương Tiêu, vậy là người phương nào? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Về sau ngươi sẽ biết, không phải ta không nói cho ngươi, mà người này, có thể sẽ không trở thành địch nhân của ngươi ta, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Dương Diệp trầm mặc. Dương Liêm Sương lại nói. Dương Diệp, ngươi muốn báo thù, ta muốn khống chế Dương gia, mục đích của chúng ta không xung đột. Mà chỉ có ta và ngươi liên thủ, chúng ta mới có thể đạt tới mục đích chúng ta muốn. Bằng không thì, một khi Dương gia chân chính chăm chú, tỉnh lại chút ít lão bất tử bế quan kia, người tuyệt không còn sống khả năng. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Hiện tại Dương gia muốn dùng thân nhân của ta đến uy hiếp ta, người có biện pháp giải quyết không? Hợp tác. Hắn tự nhiên muốn hợp tác. Sâu lâu Dương gia. Hắn không phải không dám, nhưng kia cần rất lâu, ít nhất phải chờ cảnh giới của hắn đạt tới chân cảnh, hoặc hoàn toàn khống chế cánh tay chiến thần. Hơn nữa cánh tay chiến thần biến thành cánh tay của mình. Ở dưới loại tình huống đó, hắn mới có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Dương gia. Hắn không muốn chờ lâu như vậy, Dương gia cũng sẽ không cho hắn cơ hội chờ lâu như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn hợp tác. Thực lực của Dương Liêm Sương, tuyệt đối không thể nghi ngờ, hơn nữa Dương Liêm Sương ở Dương gia địa vị rất cao, biết rõ rất nhiều sự tình hắn không biết. Dương Liêm Sương nói. Không có phương pháp xử lý đặc biệt gì, chỉ có một phương pháp xử lý, chính là giết. Chặn giết cường giả Dương gia đi thiên toàn hệ, giết đến Dương gia không dùng biện pháp này mới thôi. Dương Diệp nói, ta sợ có cá lọt lưới, thiên toàn hệ không bằng ngân hà hệ, cường giả chân cảnh qua bên kia, thuộc về tồn tại vô địch. Không cần lo lắng, Dương Liêm Sương nói, Dương gia có bất cứ động tĩnh gì, ta đều rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói. Tiêu hao Dương gia như vậy, cho dù đến lúc đó người khống chế Dương gia,
khi đó Dương gia cũng không phải Dương gia hiện tại, không phải sao? Dương Liêm Sương nói, cho ta 30 năm, ta sẽ để Dương gia tái hiện đỉnh phong năm đó. Hơn nữa, đây là chuyện tình của ta, ngươi không cần đa tâm. Ngươi bây giờ muốn làm là, giải quyết vấn đề bây giờ ngươi gặp phải. Ta chỉ có thể cho ngươi tình báo, không thể ra mặt tương trợ ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi phải cẩn thận Khô gia cùng Doanh gia. Như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương cười nói. Gia tộc kia chút ít người bảo thủ vì giết ngươi, không tiếc nguyện ý để mất một vài lợi ích gia tộc, chút ít lợi ích kia, đủ để cho Doanh gia cùng Khô gia động tâm, ví dụ như một ít truyền thừa, còn có một chút thế giới, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận Doanh gia cùng Khô gia, hai thế gia này nội tình cùng thực lực, so với Dương gia còn muốn sâu hơn. Doanh gia, Khô gia, Dương Diệp hít sâu một hơi, ở dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Không đơn thuần là Doanh gia cùng Khô gia, chỉ sợ thế gia khác cũng có thể tới đối phó hắn. Nói tóm lại, hiện tại hắn xem như nguy cơ tứ phía. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp nói. Cười chính ta, cười mình nghĩ quá nhiều. Nhân sinh trên đời, không nên nghĩ quá nhiều sự tình tương lai. Đừng nói Dương gia cùng Doanh gia Khô gia, cho dù bát đại thế gia toàn bộ tới giết ta, ta lại có sợ gì? Vừa vặn giết cái thống khoái, giết nó máu chảy thành sông. Giết thống khoái. Lời ấy, xem như lời tâm huyết của Dương Diệp. Người sống cả đời, không nên sống trần trần trừ trừ. Khô gia, cùng Doanh gia không nên tìm hăn thì thôi, nên tìm hăn, hăn cũng. Không sợ, giết. Xa xa, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, trong mắt có một chút tán thưởng. Đúng vậy, đàn ông nên như thế. Thật sự, biến hóa của ngươi để cho ta có chút kinh ngạc. Tuy ngươi ở Dương gia đại sát tứ phương, nhưng ở trong mắt ta, căn bản không đáng giá được. Nhắc tới, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi dựa vào đều là ngoại vật, mượn nhờ lực lượng ngoại bộ, kia căn bản không tính bổn sự gì. Nếu như ngươi không có dị thú, nữ tử kia, hỏa diễm thần bí, kiếm gỗ, còn có cánh tay kia trợ giúp, trong 10 chiêu ta có thể đánh chết ngươi. 10 chiêu giết mình. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Ngươi rất tự tin. Dương Liêm Sương nói. Trước kia, tuy kiếm đạo của ngươi cũng không tệ, nhưng quá tạp, lộn xộn, không chỉ không đạt tới chân, ngay cả trí cũng không tính. Nếu như ngươi không phải có cánh tay thần bí kia tương trợ, ngươi ngay cả một chiêu của Dương Tiêu cũng tiếp không được. Dương Diệp trầm mặc, hắn không cách nào phản bác, bởi vì Dương Liêm Sương nói không sai. Nếu như không phải dựa vào cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, hắn đích thực ngay cả một chiêu của Dương Tiêu cũng tiếp không được. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Ngoại vật không phải không thể sử dụng, nhưng bản thân mạnh mới thật sự mạnh. Hiển nhiên, ngươi đã hiểu rõ đạo lý này. Ngươi bây giờ, không chỉ tốc độ cùng lực lượng đạt đến cực hạn, còn đạt đến chân. Ngươi bây giờ, miễn cưỡng tính toán là một nhân vật. Miễn cưỡng tính toán là một nhân vật. Mí mắt Dương Diệp nhếch lên một cái, sau đó nói. Hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, trong một đời trẻ tuổi, mạnh hơn ta nhiều không? Hai tay Dương Liêm Sương thả lỏng phía sau, nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi tốt nhất đừng có loại tâm tính này, tự tin có thể có. Nhưng ngàn vạn lần đừng tự phụ. Không nói cái khác, ngân hà bảng xếp hàng thứ nhất kia, người lúc này, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Mà còn có một vài người, còn khinh thường ngân hà bảng, bọn họ khủng bố càng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói tới đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp đầu, đối với cái này, hắn còn là cực kỳ đồng ý. Từ huyền giả đại lục đi tới, trên đường đi, hắn phát hiện một việc, thời điểm hắn càng mạnh hơn nữa, sẽ phát hiện, mạnh hơn hắn còn có rất nhiều rất nhiều. Như Dương Liêm Sương nói, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nhíu mày, thoáng qua, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chúc mừng! Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói. Vừa nhận được tin tức, Dương gia lại tuyên bố lệnh truy sát. Chỉ cần mang đầu của ngươi đi Dương gia,
có thể đạt được 3 bảo vật chân cảnh, 3 huyền kỹ chân cảnh, không chỉ như thế, còn có thể đạt được 2 chân linh quả. Chân linh quả này là đồ tốt, nó có thể giúp người đạt tới chân cảnh, mà đạt tới chân cảnh, cũng có thể lợi dụng nó đến trợ giúp mình nâng cao cảnh giới. Vật ấy, coi như ở bát đại thế gia cũng thuộc về vật phẩm hy hữu. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Cái này có gì đáng được chúc mừng? Dương Liêm Sương nói. Ngươi không phải muốn giết thống khoái sao? Dương gia khai ra điều kiện này, khẳng định có rất nhiều người tới giết ngươi, hơn nữa, đến khẳng định không phải kẻ yếu. Cho nên ngươi bây giờ, nhất định có thể qua giết thống khoái. Dương Diệp. Dương Liêm Sương nói. Đám người Dương Tiêu khai ra điều kiện này, cũng không phải thật sự muốn những người kia tới giết ngươi, mục đích thực sự của bọn họ, là khiến ngươi trở thành địch nhân của vô số người, tuy ngươi cùng những người kia không có ân oán, nhưng ngươi nên hiểu rõ, thế giới này, đã có lợi ích, chẳng khác nào có ân oán. Thời điểm đầu ngươi đáng giá, đối với bọn họ có trợ giúp, bọn họ sẽ đến lấy đầu của ngươi. Dương Diệp gật đầu. Hiểu rõ. Dương Liêm Sương nói. Ta dự tính. Đám người Dương Tiêu còn có một mục đích, chính là muốn cho ngươi cả ngày lẫn đêm bị đuổi giết, cho ngươi không có thời gian tu luyện, cũng làm cho ngươi nhiễm vô số máu tươi, sau đó nhiễm vô số nhân quả. Ngươi phải biết, ngươi mỗi giết một người, sẽ có một đoạn nhân quả, bằng hữu, thân nhân của người này, có thể sẽ tới tìm ngươi báo thù. Ngươi hiểu rõ ý của ta không? Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Chiêu này của bọn họ, rất hung ác a. Dương Liêm Sương nói. Là rất hung ác. Nói xong, nàng bấm tay tìm tòi, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Vật ấy có thể liên hệ với ta, Dương gia có động tĩnh gì, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng xoay người thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó liền muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía không gian cách đó không xa. Đi ra. Dương Diệp nói xong, chỗ không gian kia lập tức nhúc nhích, rất nhanh, một nam tử tự trong đó đi ra. Ngươi chính là Dương Diệp. Nam tử nói. Dương Diệp nhìn nam tử, ở trước ngực trái có một chữ Doanh. Doanh gia. Dương Diệp khẽ chau mày, Doanh gia nhanh như vậy liền tìm tới. Nhưng mà cũng bình thường, Doanh gia với tư cách đứng đầu bát đại thế gia, đối phương muốn tìm đến vị trí của hắn, hẳn không phải việc khó gì. Nam tử gật đầu. Ta gọi Doanh Ngự, một trong các thiếu gia Doanh gia. Trước kia, bé quan mới đi ra, nghe Dương gia truy nã ngươi, không thể. Không nói, thù lao kia, ta cực kỳ động tâm. Dương Diệp nói. Cho nên ngươi liền hành động, đúng không? Nam tử cười nói. Dương gia khai ra thù lao cao như vậy tới giết ngươi, nghĩ đến. Ngươi khẳng định có chỗ gì đó hơn người, để ta kiến thức một. Chút, bằng không thì. Đúng lúc này, âm thanh của nam tử lập tức im bặt, bởi vì một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào yêu hâu hăn, mà Dương Diệp cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt. Nam tử. Dương Diệp nhìn nam tử. Thấy được chưa? Không đợi nam tử trả lời, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Xuy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một cỗ máu tươi bắn ra. Mà bản thân Dương Diệp đã xuất tổ hiện ở ngoài ngàn trượng, sau đó Dương Diệp hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt nam tử. Tại chỗ, hai mắt nam tử trợn lên như trước, mà mi tâm hắn, máu CTU không ngừng kích xạ. Bởi vì Dương gia làm cho hai chữ Dương Diệp đột nhiên như ôn dịch lan tràn cả hệ ngân hà trung thiên vũ trụ. Lúc này Dương Diệp ở hệ ngân hà trung thiên vũ trụ thanh danh như mặt trời ban trưa. Không vì gì khác, bởi vì đầu của hắn quá đáng giá. Đáng giá đến vô số người động tâm, ngay cả một ít lão quái vật cũng động tâm rồi. Sở dĩ động tâm như vậy, ngoại trừ Dương gia cho ra thù lao, còn có một nguyên nhân, chính là cảnh giới của Dương Diệp mới chí cảnh. Nếu như Dương Diệp là chân cảnh, rất nhiều người nhất định sẽ bỏ đi ý niệm. Dù sao chân cảnh xem như cường giả đỉnh phong của phiến vũ trụ này. Nhưng Dương Diệp không phải chân cảnh, mà chỉ là chí cảnh. Hơn nữa, trên ngân hà bảng cũng không có tên Dương Diệp. Loại tình huống này, vô số người lập tức động tâm. Giết Dương Diệp, bớt phấn đấu trăm năm. Đây là một câu lúc này trung thiên vũ trụ truyền bá. Những lời này cũng không khoa trương, Dương gia cho ra thù lao, thật sự quá mê người. Đã có chút ít bảo vật kia, cảnh giới cùng thực lực của bọn hắn,
hoàn toàn có thể bay vọt về chất. Vì vậy vô số người bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Có người vẫn tương đối cẩn thận, không có đơn độc đến tìm Dương Diệp, mà tổ chức thành đoàn thể đi tìm. Những người này khá thông minh, bởi vì theo bọn họ, Dương gia khai ra thù lao lớn như vậy tới giết Dương Diệp khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Vì vậy những người này bắt đầu bốn phía tìm người tổ chức thành đoàn thể. Cứ như vậy, vô số người của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Mà một ít thế lực cùng thế gia thần bí, vậy mà bắt đầu bán ra hành tung Dương Diệp. Mặc dù đại bộ phận đều là giả, nhưng cũng có thật. Cho nên lúc này Dương Diệp đang bị người vây lại. Vây quanh Dương Diệp chính là ba nam tử, niên kỷ đều chừng 30 tuổi, toàn bộ đều là trí cảnh. Khí tức ba người hùng hậu, hiển nhiên đây không phải trí cảnh bình thường. Trong đó, nam tử cầm đầu lấy ra một bức tranh, trên bức tranh đúng là hình Dương Diệp. Nam tử nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn bức họa, sau đó khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Dương Diệp, chúng ta tìm ngươi thật vất vả, còn bỏ ra cái giá lớn, nhưng mà khá tốt, đây đều là đáng giá, dù sao. Dương Diệp gật đầu. Phải. Ngươi ra tay như thế nào? Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Không thấy rõ, vậy tốt, nhìn lại một lần. Nói xong. Tay Dương Diệp hơi động một chút. Xuy. Gần như ở thời điểm tay Dương Diệp động, thân thể nam tử kia trong nháy mắt cứng lại. Bởi vì mi tâm của hắn nhiều thêm một kiếm động. Dương Diệp nhìn xem nam tử nói. Thấy rõ chưa? Nam tử giống như mất hồn lẩm bẩm nói. Không có. Nói xong, trong mắt không còn sắc thái. Cứ như vậy, trong chàng chỉ còn lại nam tử mặc áo đen, thân thể nam tử này đang run rẩy. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo đen kia. Ngươi thấy rõ không? Đúng lúc này, nam tử đột nhiên quỳ xuống, rung giọng nói. Ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ 2 tuổi, là trụ cột duy nhất trong nhà, xin tha ta một mạng. Dương Diệp. Dương Diệp có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ. Thoáng qua. Tay Dương Diệp hơi động một chút, trong chốc lát, nam tử kia đầu. Bay ra ngoài. Tha cho hắn một mạng. Dương Diệp hắn không phải người lương thiện gì, lúc nam nhân. Trước mắt này cùng người tổ chức thành đoàn thể tới giết hắn, có. Nghĩ qua Dương Diệp hắn cũng có con nhỏ không? Hơn nữa hắn. Dám cam đoan, nếu như hắn không có thực lực, nam nhân này. Nhất định sẽ là một sắc mặt hoàn toàn khác. Kẻ giết người, phải có giác ngộ bị người giết. Sau khi tru sát nam tử, Dương Diệp muốn ly khai, nhưng lúc này. Không gian cách đó không xa đột nhiên rung rung, rất nhanh. Mười mấy người từ trong không gian đi ra. Mười mấy người, phần lớn đều là trí cảnh, nhưng luân hồi cảnh cũng có. Trong mười mấy người, một nam tử hoa bào đi ra, hắn lấy ra một bức họa, nhìn bức họa, sau đó lại nhìn Dương Diệp, rất nhanh, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Nam tử trung niên thu hồi bức họa, sau đó cười nói. Lục gia không có gạt người, cái tình báo này là thật. Hắc hắc, lúc này một nam tử khác cười nói. Mạc Minh Huynh, trước kia đã nói, sau khi cầm đầu Dương Diệp đổi bảo vật, ta muốn một môn huyền kỹ chân cảnh. Còn có ta cũng muốn một môn huyền kỹ chân cảnh. Lại một nam tử nói, huyền kỹ ta không lấy, ta muốn một môn công pháp. Ta muốn một huyền bảo chân cảnh. Trong chàng, thời điểm mọi người thấy Dương Diệp, ánh mắt lửa nóng, phảng phất như bầy ở trước mặt bọn họ không phải Dương Diệp, mà là huyền kỹ, công pháp, huyền bảo chân cảnh. Mạc Minh đột nhiên nói, chư vị, Mạc Minh ta sẽ không nuốt riêng bảo vật, đợi chúng ta giết Dương Diệp này xong, bảo vật tới tay, chúng ta phân phối, như thế nào? Tốt, mọi người khẽ gật đầu. Mạc Minh đang muốn động thủ, đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, sau đó nói. Ai nguyện ý xung phong? Ta đến. Một nam tử tóc ngắn đi ra, trong tay nam tử xách một thanh đại khảm đao, hắn nhìn Dương Diệp cười dữ tợn. Đầu ngươi, lão tử muốn. Nói xong, chân phải hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp không chút sức mẻ. Đúng lúc này, trong chàng đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Tốc độ của nam tử tóc ngắn rất nhanh, hắn trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Dương Diệp, nhưng con mắt mọi người trong chàng đột nhiên trợn lên, ở trong mắt bọn người Mạc Minh, tràn đầy vẻ không thể tin được.
bởi vì đi vào trước mặt Dương Diệp chính là một thi thể không có đầu. Mọi người quay đầu nhìn về vị trí nam tử tóc ngắn đứng, chỗ đó có một cái đầu lâu. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Mạc Minh vô cùng khó coi. Nguyên lai, thời điểm nam tử tóc ngắn vừa ra tay, đầu hắn đã bị Dương Diệp chém xuống. Nhưng bởi vì kiếm của Dương Diệp quá nhanh, bởi vậy nam tử tóc ngắn cũng không có cảm giác được. Bởi vậy liền xuất hiện một màn trước mắt này. Người đi ra ngoài rồi, nhưng đầu không có. Trong tràng, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Khuôn mặt đám người Mạc Minh không còn nụ cười, chỉ có nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Giờ khắc này, bọn họ biết rõ, lần này mua bán, giống như không dễ làm như vậy. Xa xa, Dương Diệp nắm kiếm trong tay đi về phía đám người Mạc Minh. Thế, khí thế vô hình, khí thế chân chính, căn bản không cần bất luận ngoại lực gì chèo chống. Có ít người, hắn đứng ở nơi đó, hắn tương đương với thiên. Giống như một người đặt mình ở trong tinh không, thời điểm hắn đối mặt vũ trụ mênh mông, hắn sẽ phát hiện, mình nhỏ bé ra sao. Đây là khí thế của vũ trụ. Mà bây giờ, Dương Diệp đã có thế của mình. Nhìn Dương Diệp chậm rãi đi tới, sắc mặt của Mạc Minh trầm xuống, sau một khắc, trong mắt hắn hiện lên lệ khí. Hắn mạnh cũng chỉ một người, mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. Một người. Không thể nghi ngờ, những lời này cho mọi người trong tràng chút lực lượng, sau đó toàn bộ mọi người lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong đám người. Kiếm quang lấp lóe, đầu người rơi. Không đến ba hơi, trong tràng chỉ còn Mạc Minh, người còn lại, giờ phút này đầu đã dọn nhà. Một đám ô hợp. Đối với Dương Diệp mà nói, những người trước mắt này thật sự đều là ô hợp. Những người này, phần lớn đều là trí cảnh, mà những trí cảnh này, cực kỳ bình thường. Về phần chút ít luân hồi cảnh kia càng không cần nói. Bởi vậy vừa ra tay, những người này ngay cả một kiếm của Dương Diệp cũng tiếp không được. Trong tràng, thân thể Mạc Minh bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này, hắn biết rõ tại sao Dương gia phải phí cái giá lớn như vậy tới giết Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp không dễ giết a. Kỳ thật, trước khi đến, hắn cũng đã biết rõ, Dương Diệp khẳng định không dễ giết. Nhưng Dương gia cho ra thù lao thật quá mê người. Hắn không có chống cự được hấp dẫn, cho nên hắn đến tìm Dương Diệp. Hắn cũng không có chủ quan, hắn không đến một mình, mà tìm giúp đỡ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn còn chủ quan. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp miểu sát mọi người, hắn biết rõ. Dương Diệp thuộc về loại tuyệt thế yêu nghiệt chân chính, loại yêu nghiệt này, cường giả chân cảnh ở trước mặt bọn họ cũng run rẩy. Bị Dương gia lừa. Mạc Minh hít sâu một hơi, sau đó nói. Dương Diệp, ta tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng... Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Mạc Minh, hắn không có xoay người, đi về phía xa xa. Thời điểm Dương Diệp biến mất, đầu Mạc Minh đột nhiên từ trên cổ rớt xuống. Trong tràng. Hơn 10 cái đầu chậm rãi trụy lạc. Trong tinh không, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía không gian cách đó không xa, lúc này chỗ không gian kia đột nhiên rung rung, rất nhanh, một nam tử thanh niên từ trong đó đi ra. Dương huynh đừng động thủ, ta không có ác ý. Thanh niên nam tử vội vàng nói. Dương Diệp nhìn thanh niên nam tử, sau đó nói. Ngươi là người phương nào? Thanh niên nam tử nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi Dương Diệp dê người, hắn là nhìn thấy. Thanh niên nam tử nghĩ nghĩ, sau đó nói. Vốn ta cũng là tới giết ngươi, nhưng hiện tại ta không có suy. Nghĩ này rồi. Dương Diệp nói. Vậy ngươi ở theo ta làm gì? Thanh niên nam tử nói. Ta không có đi theo, chỉ là ngươi phát hiện ta. Hiện tại ta liền đi. Nói xong, thanh niên nam tử cũng không có đi, mà nhìn Dương Diệp. Nếu Dương Diệp không đáp ứng. Hắn lưu sau lưng cho Dương Diệp, kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Đương nhiên, coi như là chính diện, hắn cũng không có nắm chắc tiếp được một kiếm Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thanh niên hồi lâu, sau đó nói. Các ngươi là làm sao biết hành tung của ta? Nghe vậy, trong lòng thanh niên nam tử an tâm, tuy không biết Dương Diệp, nhưng từ vừa rồi Dương Diệp ra tay đến xem, nếu hắn muốn giết người, nhất định sẽ không nói nhảm. Mạng xem như bảo trụ rồi. Thần sắc nam tử dễ dàng hơn một ít, hắn nói. Lục gia bán tình báo của ngươi, chúng ta đều là từ lục gia mua được. Lục gia trong bát đại thế gia.
Dương Diệp nói. Thanh niên khẽ gật đầu. Bọn họ đang bán hành tung của ngươi, hơn nữa bán có chút tiện nghi. Không chỉ bọn họ, Dương gia có vẻ cũng cung cấp hành tung của ngươi, không chỉ như vậy, còn giống như có rất nhiều thế lực cung cấp hành tung của ngươi. Lục gia, gia tộc của Lục Ly Ca. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đi đến xa xa. Ngươi đi đâu? Thanh niên nam tử vô ý thức hỏi. Vừa mới mở miệng, hắn liền hối hận. Mình đây là nhiều chuyện a. Vạn nhất Dương Diệp khó chịu, đầu hắn sẽ phải dọn nhà. Đi Lục gia, hỏi bọn hắn có phải ăn no rừng mỡ hay không. Dương Diệp nói xong, người đã biến mất. Thanh niên nam tử. Dương Diệp cũng không có nói giỡn, hắn là thật muốn đi Lục gia. Tuy hiện tại hắn đã có đại địch Dương gia, thật sự không nên đi trêu chọc Lục gia, nhưng hắn không nghĩ như vậy. Tình cảnh hiện tại của hắn là gì? Bởi vì thiên toàn hệ, hắn căn bản không có đường lui, cũng không cách nào như Tiêu Giao Tử, giết người có thể Tiêu Giao rời đi, vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người. Hắn không giống, hắn có lo lắng, cho nên, hắn không thể trốn tránh. Một khi trốn tránh, rất nhiều người sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vì bọn họ cảm thấy hắn dễ khi dễ, nếu như cho thế nhân loại ý nghĩ này, như vậy phiền phức của hắn thật sự sẽ vĩnh viễn không ngừng. Cho nên, hắn muốn dùng giết cản giết. Giết. Giết đến thế nhân không dám tới tìm hắn phiền toái, giết đến thế nhân sợ hắn. Không điên, không sống. Trên đường đến Lục gia, Dương Diệp lần nữa gặp rất nhiều người tới giết hắn, nhưng với hắn mà nói, những người kia đối với hắn không có một chút uy hiếp. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại ở trong một mảnh tinh không, ở trước mặt hắn không xa, có một lão giả ngăn trở đường đi của hắn. Cường giả chân cảnh. Xuất hiện cường giả chân cảnh. Dương Diệp không nói gì, lão giả kia cũng không nói gì, hai người đối mặt một cái chớp mắt. Sau một khắc, sắc mặt lão giả đại biến, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, mà nửa bên mặt hắn đã không thấy. Mà thời điểm hắn vừa dừng, sắc mặt hắn lại kịch biến, lúc này đây, nửa cái mặt khác biến mất. Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng lão giả, hắn không nói gì, lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào, tiếp tục đi về phía xa. Tại chỗ, lão giả kia đứng bất động, đột nhiên thân thể của hắn từ giữa phân ra. Trong nháy mắt, ngũ tạng nương theo máu tươi rơi vãi. Viêm không hệ, viêm không đại lục. Viêm không đại lục là chủ thế giới của Lục gia, cũng là tổng bộ của Lục gia, ở đây, chính là trung tâm quyền lực của Lục gia. Viêm không thành. Giữa trưa, một nam tử thanh sam đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài viêm không thành. Người này đúng là Dương Diệp. Mà thời điểm hắn xuất hiện ở viêm không thành, bảy lão giả chắn ở trước mặt hắn, toàn bộ là chân cảnh. Hiển nhiên, Lục gia đã biết được hắn muốn tới. Một gã lão cầm đầu giả Lục gia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó trầm giọng nói. Dương Diệp, Lục gia ta không chào đón ngươi. Dương Diệp cầm kiếm đi đến. Lục gia các ngươi đang bán tình báo của ta. Phải. Lão giả kia nhìn Dương Diệp, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Có thể không bán sao? Dương Diệp nói. Lão giả lạnh lùng nói. Không thể, Dương Diệp, Lục gia ta không phải địa phương ngươi Dương Oai, cho ngươi ba hơi, lập tức biến mất ở trước mặt ta, bằng không thì, ngươi sẽ hối hận tới nơi này. Dương Oai. Dương Diệp lắc đầu. Hôm nay, tâm tình ta không tốt, ta thấy viêm không thành không tệ, nơi tới ngắm cảnh a. Nói xong, tay phải hắn vung lên, thoáng qua. Ngân hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt hắn, qua trong giây lát, tràng cảnh biến ảo, xung quanh biến thành một bầu trời sao, ngay sau đó, kiếm vũ rậm rạp chẳng chịt đột nhiên chút xuống. Ngân hà kiếm đồi. Tuy vật ấy không phải bảo vật chân cảnh, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, tác dụng còn cực kỳ lớn. Bởi vì thực lực của hắn còn ở đó, cho nên tuy ngân hà kiếm đồ không phải chân cảnh, nhưng với hắn mà nói, còn hữu dụng hơn. Bảo vật chân cảnh, bởi vì ngân hà kiếm đồ là chuyên môn cho kiếm tu dùng. Uy lực của nó mạnh yếu, quyết định bởi thực lực người thi triển. Mà bây giờ, dùng thực lực của hắn, không những dễ dàng thi triển. Ngân hà kiếm đồ, còn có thể tăng uy lực của ngân hà kiếm đồ. Lên tới cực hạn. Ở dưới Dương Diệp điều khiển, tinh hà kiếm khí tựa như kiếm vũ. Rậm rạp chẳng chịt bắn về phía viêm không thành. Những kiếm khí kia cực nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới trên.
không viêm không thành. Nhìn thấy những kiếm khí này, chút ít cường giả Lục gia sắc mặt âm trầm xuống, bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp thật sự dám. Ở Lục gia Dương Oai, ngay thời điểm những tinh thần kiếm khí kia muốn đi vào thành, trong thành đột nhiên vang lên một giọng nói. Mở trận pháp. Nói xong, một màn sáng hỏa diễm cực lớn xuất hiện ở chân trời, màn sáng hỏa diễm trực tiếp bao phủ viêm không thành. Rất nhanh, những tinh thần kiếm khí kia toàn bộ rơi vào trên màn sáng. Rầm 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 oanh. Phía chân trời, vang lên từng tiếng nổ lớn, toàn bộ viêm không thành bắt đầu run rẩy lên. Xa xa, Dương Diệp nhìn màn trời hồi lâu, sau đó tay phải vung lên, ngân hà kiếm đồ bị hắn thu vào, ngân hà kiếm đồ biến mất, những kiếm khí kia lập tức biến mất theo, trong chàng khôi phục bình thường. Sở dĩ Dương Diệp thu hồi ngân hà kiếm đồ, là vì chút ít kiếm khí kia căn bản phá không được trận pháp của viêm không thành. Nhưng mà cái này cũng bình thường. Mặc dù Lục gia không mạnh như Dương gia, nhưng dầu gì cũng là một trong bát đại thế gia, viêm không thành với tư cách chủ thành của Lục gia, hộ thành đại trận chắc chắn sẽ không đơn giản liền bị phá. Xa xa, một lão giả Lục gia hung dữ nói. Dương Diệp, trước kia ngươi giết thế tử Lục gia ta vốn không muốn đi tìm ngươi tính toán khoản sổ sách này, nhưng không nghĩ tới, ngươi vậy mà chủ động tới Lục gia ta, đã như vậy, vậy thì đừng trách Lục gia ta không khách khí. Nói xong, đột nhiên hắn bước ra một bước, ngay sau đó, hai thiết cầu thật nhỏ xuất hiện ở trong tay phải của hắn, thoáng qua, hai thiết cầu mang theo quang trụ bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, giờ phút này, hắn rốt cuộc biết vì sao Lục gia nhằm vào hắn. Bởi vì Lục gia thế tử, lúc trước Lục gia thế tử đi giúp Dương Nho, cuối cùng chết trong tay hắn. Lục gia thế tử bị Dương Diệp giết, cái này đối với Lục gia mà nói. Không thể nghi ngờ là một sỉ nhục, Lục gia hận hắn, tình có thể nguyên. Dương Diệp lắc đầu, tay trái hơi động một chút, tay động, kiếm ra. Xuy xuy, hai quang trụ bị một phân thành hai, rất nhanh, hai quang trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiêu vong pháp tắc, mỗi một kiếm của hắn đều ẩn chứa tiêu vong pháp tắc. Xa xa, nhìn thấy Dương Diệp nhẹ nhõm phá vỡ quang trụ của mình, sắc mặt lão giả kia lập tức trầm xuống. Thực lực của Dương Diệp mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đối với thực lực của Dương Diệp, bọn họ còn biết được một chút, bởi vì sự tình Dương Diệp làm ở Dương gia, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải bí mật gì. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện, Dương Diệp không giống tình báo bọn họ thu được. Nhưng không có sao, bởi vì nơi này là Lục gia, đây là địa bàn của Lục gia. Một chí cảnh, lại yêu nghiệt, còn có thể lật trời sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt lão giả kia băng lạnh xuống. Dương Diệp, đã ngươi đã đến rồi, vậy hôm nay cũng đừng đi nha. Vừa vặn, Dương gia cho những thù lao kia, lão phu cũng rất động tâm. Sát, phải chết không nên sống. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Chạy! Sáu người sững sờ ở tại chỗ, Dương Diệp vậy mà trốn. Không thể không nói. Dương Diệp đào tẩu, để sáu người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Truy! Lão giả nói xong, muốn đuổi theo, nhưng lúc này, một lão giả áo bào đen ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Lục Cốt trưởng lão, khả năng có lừa dối. Có lừa dối. Lục Cốt cười lạnh nói. Sáu người chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Người này còn có lá bài tẩy. Lão giả áo bào đen lại nói. Lục Cốt nói. Không phải là cánh tay thần bí kia sao? Vừa rồi ngươi chứng kiến không? Hắn không sử dụng tay phải, nếu như ta không có đoán sai, ở Dương gia, hắn sử dụng ngoại vật, khẳng định đã xuất hiện di chứng, hiện tại hắn khẳng định không cách nào sử dụng cánh tay thần bí kia. Được rồi, nếu như ngươi sợ, vậy thì đừng đi. Nói xong, Lục Cốt không có nói nhảm, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lão giả áo bào đen do dự một chút. Sau đó cũng cùng vài lão giả ở bên cạnh đi theo. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, rất nhanh, hắn trốn ra viêm không hệ, đi tới tinh không mịt mờ, kỳ thật hắn còn có thể càng nhanh hơn, nhưng hắn không có tăng lên tới cực hạn. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là vì đám người kia. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, sau khi hắn dừng lại ba hơi, đám người Lục Cốt liền theo sát tới, xuất hiện ở phía sau hắn không xa. Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Lục Cốt, lão giả áo bào đen bên người Lục Cốt trầm giọng nói.
Người này tuyệt đối có lừa dối, mọi người cần. Đúng lúc này, sắc mặt lão giả áo bào đen đại biến, chân phải hắn đột nhiên đạp mạnh mặt đất, cả người biến mất ngay tại chỗ. Xuy, lão giả áo bào đen biến mất, nhưng chỗ hắn vốn đứng, phiêu đãng một cánh tay. Đó chính là cánh tay của lão giả áo bào đen. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Giờ phút này trong mắt đám người Lục Cốt tràn đầy khiếp sợ, bọn. Họ thật không ngờ, Dương Diệp xuất kiếm, dĩ nhiên phế đi lão giả. Áo bào đen một cánh tay, đặc biệt là lão giả áo bào đen kia, trong. Mắt của hắn hiện ra khiếp sợ, còn có kiêng kỵ thật sâu. Vừa rồi một khắc kia, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh. Mất cũng không phải cánh tay, mà là thân thể của hắn sẽ phân. Thành hai nửa ồ. Thật nhan hy. Giờ phút này, đám người Lục Cốt nhìn về phía Dương Diệp, trong. Mắt tràn đầy nghiêm trọng. Xa xa, Dương Diệp lắc đầu, sát na nhất kiếm này của hắn, vẫn. Có chút chưa đủ, không thể miêu sát chân cảnh, cường giả chân. Cảnh phản ứng quá nhanh, phải nói bọn họ đối với nguy hiểm bản. Năng quá mạnh mẽ, bởi vậy, đối phương tổng có thể ở thời khắc. Máu chốt trốn mất một kiếm chí mệnh. Chưa đủ. Vẫn phải tu luyện, tiếp tục tu luyện một kiếm này. Một kiếm này của hắn cũng không có đến cực hạn. Còn có thể càng mạnh hơn nữa, chỉ cần hắn vận dụng 5 loại pháp tắc nâng cao một bước, vậy một kiếm này của hắn, uy lực có thể tăng một bậc. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nắm kiếm đi về phía đám người Lục Cốt. Thế, hắn thích loại thế này dấu ích. Loại thế này, có thể khiến trong lòng đối phương sinh ra áp lực, càng có thể làm cho khí thế của hắn bễ nghễ thiên hạ. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới, đám người Lục Cốt nheo mắt, kỳ nhớ lạ là, 6 người đều không có ra tay. Dương Diệp chậm rãi đi tới. Trong chàng, bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Áp lực. Giờ phút này đám người Lục Cốt cảm thấy một cổ áp lực, đó là một loại áp lực tiếp cận tiếng lòng. Hắn tạo thế. Đúng lúc này, lão giả áo bào đen kia đột nhiên nói. Không thể chiến, rút lui. Không thể chiến. Lục Cốt cả giận nói. Chúng ta 6 cường giả chân cảnh đối mặt một chí cảnh, người nói chúng ta không thể chiến. Cái này nếu truyền đi, Lục gia chúng ta sẽ trở thành trò cười của trung thiên vũ trụ. Mọi người cùng nhau ra tay. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, bay thẳng về phía Dương Diệp. Lão giả áo bào đen lắc đầu. Ngu ngốc. Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ. Vừa rồi thời điểm Dương Diệp ra một kiếm kia, hắn đã hiểu rõ, Dương Diệp này căn bản không phải như tình báo nói. Giờ phút này Dương Diệp đã thuộc về tuyệt thế yêu nghiệt. Đối với loại tuyệt thế yêu nghiệt này, cường giả chân cảnh bình thường căn bản không đủ nhìn. Cho nên hắn lựa chọn rời khỏi. Hắn nhất định phải thông chi Lục gia, lúc này Đu Uông Diệp đã không phải Dương Diệp ngày đó. Trong chàng, chỉ còn lại có 5 người. Đám người Lục Cốt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới 4 phía Dương Diệp, sau đó 5 cổ khí thế chân cảnh nghiền ép về phía Dương Diệp. Khí thế. Cường giả chân cảnh cũng biết dùng khí thế, hai người giao thủ. Khí thế ai mạnh hơn, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế, mà bây giờ, bên bọn họ có 5 cổ khí thế. 5 cổ khí thế cường giả chân cảnh nghiền ép đến, Dương Diệp mặt không thay đổi. Hắn cũng không có phóng ra kiếm ý cùng sát ý của mình. Một kiếm. Dương Diệp đâm ra một kiếm, kiếm ra. Oanh. Khí thế của đám người Lục Cốt sụp đổ. Sau khi phá vỡ khí thế của 5 người, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong chốc lát. Trong chàng hiện lên kiếm quang. Chỉ thấy kiếm quang, chỉ nghe kiếm minh, không thấy thân ảnh Dương Diệp. Dương Diệp bất kể là tốc độ hay lực lượng, đều đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố, đặc biệt là tốc độ của hắn, vài loại pháp tác dung hợp thành, cái này để tốc độ của hắn hoàn toàn vượt xa cường giả chân cảnh. 3 hơi sau, trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng kiếm quang lại không có biến mất. Dương Diệp không có ra tay nữa, ở trước mặt hắn không xa. Có 2 cái đầu máu chảy đầm đìa, mà tình huống của 3 người còn lại cũng không quá tốt, 3 người phân biệt nhận lấy trình độ kiếm thương không giống, đặc biệt là Lục Cốt, một cánh tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Tuy đám người Lục Cốt là cường giả chân cảnh, nhưng theo như Dương Diệp dự tính, tối đa bất quá là chân cảnh nhị đoạn, so với đám người Dương Thuấn, kém quá nhiều. Bằng không thì hắn căn bản không có khả năng dùng sức một mình đối kháng 5 tên cường giả chân cảnh tam đoạn. Dương Diệp lấy ra 2 quả cầu năng lượng nuốt vào, muốn ra tay, lúc này Lục Cốt đột nhiên nói. Rút lui.
Nói xong, hắn xoay người biến mất ngay tại chỗ. Còn lại hai gã cường giả chân cảnh kia cũng theo sát phía sau. Dương Diệp sửng sốt, liền chạy như vậy. Trầm mặc mấy hơi, Dương Diệp lắc đầu, sau một khắc, hắn biến mất ngay tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Viêm Không Thành. Dương Diệp tay cầm trường kiếm chậm rãi đi về phía Viêm Không Thành, cùng lúc đó, thanh âm của hắn đột nhiên vang lên ở trên không toàn bộ Viêm Không Thành. Lục gia gia chủ, đi ra tâm sự. Lục gia gia chủ, đi ra tâm sự. Âm thanh của Dương Diệp tựa như sấm sét vang lên ở toàn bộ Viêm Không Thành. Giờ khắc này, Viêm Không Thành khiếp sợ, toàn bộ Lục gia cũng bị kinh động. Có người khiêu khích ở trên đầu Lục Dồ. Mà lúc này, Dương Diệp đã tiến vào trong Viêm Không Thành. Đúng lúc này, một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ phía chân trời tụ tập tới, rất nhanh, cỗ khí tức này đột nhiên khóa Dương Diệp. Lại, Dương Diệp dừng bước, ngắng đầu nhìn cỗ khí tức vô hình kia. Rất nhanh, ở trung tâm khí tức, xuất hiện một trung niên nam tử. Nam tử nhìn từ ngoài, ước chừng 30 tuổi, mặc hoa bào, không giận mà uy. Lục gia gia chủ, Dương Diệp hỏi. Khóe miệng nam tử trung niên hiện lên vẻ mỉa mai. Ngươi cho rằng, Lục gia gia chủ ngươi muốn gặp là gặp. Đừng nói ngươi, coi như thế tử Dương gia của ngươi, cũng không có tư cách gặp gia chủ Lục gia ta. Dương Diệp nói, vậy ngươi là vị nào, có thể đại biểu Lục gia? Nam tử trung niên nói, ta chính là Lục gia thủ hộ giả, Lục Nam Phong. Dương Diệp, ngươi tới Lục gia ta giết cường giả chân cảnh của Lục gia ta, hôm nay ta liền gỡ đầu của ngươi xuống, sau đó treo thi thể ngươi ở bên ngoài Viêm Không Thành, để thế nhân biết rõ, Lục gia ta không phải là người nào cũng có thể mạo phạm. Nói xong, đột nhiên hắn điểm về phía Dương Diệp. Vạch. Khí thế chung quanh giống như gió bão quét sạch, trong chốc lát, trong mấy ngàn trượng không gian vặn vẹo trở thành một vòng xoáy, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí từ trong vòng xoáy bắn ra. Lực lượng không gian. Phía dưới, Dương Diệp bước ra một bước, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra một vết rách, thoáng qua, cổ lực lượng thần bí kia đột nhiên biến mất. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lục Nam Phong lập tức khó coi. Trước đó cường giả Lục gia trở về bảo hắn cẩn thận Dương Diệp. Hắn không cho là đúng, cảm thấy cho dù Dương Diệp mạnh cũng sẽ không mạnh đi nơi nào. Mà bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp vung một kiếm, hắn biết rõ, Dương Diệp không phải mạnh bình thường. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên chậm rãi đi về phía Lục Nam Phong. Biết Dương qua vũ không? Lục Nam Phong nhìn Dương Diệp. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhún vai. Hắn đã chết. Lục Nam Phong nheo mắt, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói. Đừng khẩn trương, không phải ta giết. Nghe vậy, sắc mặt Lục Nam Phong có chút khó coi. Dương Diệp này là đùa nghịch hắn. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Nam Phong không sai biệt lắm trăm trượng, hắn ngừng lại, sau đó nói. Kỳ thật, hôm nay tới, ta là tới giảng đạo lý. Giảng đạo lý. Nghe Dương Diệp nói, người trong thành sắc mặt cổ quái. Thấy thế nào Dương Diệp cũng không giống như đến giảng đạo lý a. Phía chân trời, Lục Nam Phong cười lạnh nói. Giảng đạo lý, Dương Diệp, ngươi là chọc cười sao? Dương Diệp nói. Ta đích thực là tới giảng đạo lý, đáng tiếc, Lục gia ngươi giống như không muốn giảng. Lục Nam Phong lạnh lùng nói. Dương Diệp, ngươi giết thế tử Lục gia ta, vốn Lục gia ta không muốn báo thù cho hắn, nhưng ngươi lại đến Lục gia ta, giết cường giả chân cảnh của Lục gia, Dương Diệp, ngươi cảm thấy Lục gia ta dễ khi dễ. Dương Diệp nhìn Lục Nam Phong. Lục gia ngươi âm thầm nhằm vào ta, là cảm thấy ta dễ khi dễ. Khóe miệng Lục Nam Phong nổi lên vẻ dữ tợn. Chính là cảm thấy ngươi dễ khi dễ, như thế nào? Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thân hình lóe lên một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà ngoài trăm trượng, Lục Nam Phong vừa dừng lại, hắn còn chưa thở ra một hơi. Đột nhiên ánh mắt hắn trợn lên. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Dương Diệp còn ở tại chỗ. Trong thành, rất nhiều người khó hiểu biểu lộ của Lục Nam Phong, nhưng rất nhanh, bọn họ đã minh bạch. Ở mi tâm của Lục Nam Phong, đột nhiên xuất hiện một lỗ máu thật nhỏ, rất nhanh, máu tươi từ trong đó không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt hắn biến thành một mặt máu. Trong thành, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Lúc này,
Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Nam Phong, sau đó nói. Ta dễ khi dễ lắm sao? Lục Nam Phong gắt gao nhìn Dương Diệp, thời gian dần trôi qua, sắc thái trong mắt của hắn bắt đầu tiêu tán, không đến một hồi, trong mắt không còn màu sắc. Miểu sát. Không, không tính miểu sát. Bởi vì Dương Diệp dùng hai kiếm. Thời điểm hắn dùng kiếm thứ nhất, hắn biết rõ, một kiếm kia căn bản giết không được Lục Nam Phong, cho nên hắn quan sát Lục Nam Phong trốn chỗ nào, quả nhiên Lục Nam Phong chạy thoát. Mà khi hắn thấy rõ quỹ tích đào tẩu của Lục Nam Phong, hắn liền dùng kiếm thứ hai. Một kiếm này, xuất kỳ bất ý, tăng thêm trước đó dự mưu, bởi vậy Lục Nam Phong căn bản không cách nào trốn tránh cùng phòng bị, trực tiếp bị giết. Một kiếm đánh chết Lục Nam Phong, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Lục gia, hôm nay, Dương Diệp ta không phải tới giết người, mà đến giảng đạo lý. Nhưng hiển nhiên các ngươi không muốn cùng ta giảng đạo lý, nếu không muốn giảng đạo lý, vậy chúng ta liền giảng nắm đấm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Lục gia cùng Dương gia đều là bát đại thế gia, nghĩ đến thiên tài tuấn kiệt của Lục gia các ngươi khẳng định không ít, Dương Diệp ta bất tài, hôm nay muốn lãnh giáo thiên tài tuấn kiệt của Lục gia một chút. Chỉ cần là 30 tuổi trở xuống, không giới hạn nhân số, các ngươi có thể tổ chức thành đoàn thể cùng tiến lên. Tĩnh. Toàn bộ Viêm Không Thành đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp lại muốn khiêu chiến tất cả thiên tài của Lục Dô. Nếu như là trước đây, nhất định sẽ có người nói hắn cuồng vọng. Nhưng hiện tại, ai dám nói hắn cuồng vọng, người ta đây là có. Lực lượng. Đương nhiên, người tâm tư linh thông đều hiểu, mục đích thực sự. Của Dương Diệp không phải muôn khiêu chiến thiên tài Lục gia, mà lây lui làm tiên. Dương Diệp không lựa chọn khiêu chiến toàn bộ Lục gia, mà là thiên tài 30 tuổi trở xuống của Lục gia, nếu như Lục gia không có người đi ra, không cần phải nói, ngày sau trung thiên. Vũ trụ sẽ chế nhạo thế hệ trẻ tuổi Lục gia là phế vật, mà nếu như Lục gia phái thế hệ trước đi đối phó Dương Diệp, vậy thì càng thật. Xấu hổ chết người ta rồi. Phải biết rằng, Dương Diệp mới chí cảnh. Đối mặt một chí cảnh khiêu chiến, Lục gia lại phái thế hệ trước ra. Cái này chẳng phải nói hậu bôi Lục gia không người. Quần Âu. Vậy thì càng không được. Đối mặt một chí cảnh khiêu chiến, Lục gia cần quần ẩu, kia thật là muốn cho người cười đến rụng răng rồi. Tóm lại, Dương Diệp khiêu chiến, làm cho Lục gia lâm vào một tình cảnh lưỡng nan. Viêm Không Thành lần nữa yên tĩnh trở lại. Không có người đáp lại. Lúc này Dương Diệp lại nói. Lục gia với tư cách bát đại thế gia, sẽ không ngay cả một thiên tài yêu nghiệt cũng không có chứ. Yên tâm, các ngươi phái ra, chúng ta điểm đến là rừng, ta sẽ không giết bọn họ, ta nói rồi, ta là tới giảng đạo lý, ta muốn lấy đức phục người. Lấy đức phục người. Nghe Dương Diệp nói, rất nhiều người trong thành nhìn không được khóe miệng co giật, giờ phút này. Rất nhiều người nhìn không được muốn cầm đế giày đánh mặt Dương Diệp. Mặt đâu? Dương Diệp là hoàn toàn không biết xấu hổ a. Giết Lục gia nhiều người như vậy, lại còn nói là đến giảng đạo lý. Nếu như vậy cũng là giảng đạo lý, thì không thể không nói, phương thức giảng đạo lý này rất đặc biệt. Kỳ thật, Dương Diệp suy nghĩ rất đơn giản, hắn muốn khi dễ toàn bộ Lục gia, kia khẳng định là không có khả năng. Lục gia một loạt mà lên, hắn ngoại trừ trốn vẫn là trốn. Đã không thể khi dễ toàn bộ Lục gia, vậy thì khi dễ hài tử Lục gia a. Lão gia hỏa, hắn không dám nói để cho người khác toàn bộ lên, nhưng thế hệ trẻ tuổi với hắn mà nói, không có áp lực gì. Dù sao, coi như thua, hắn cũng không mất mặt, dù sao hắn chỉ có một người. Vẫn an tĩnh, Lục gia không có phản ứng. Để thế hệ trẻ tuổi Lục gia đi solo với Dương Diệp. Tuy Lục gia còn có chút thiên tài, nhưng những thiên tài này ai có thể đỡ nổi kiếm của Dương Diệp? Không phát hiện vừa rồi Dương Diệp ngay cả Lục gia thủ hộ giả cũng hai kiếm miểu sát sao? Lục gia có ai là đối thủ của Dương Diệp? Trong tràng, Dương Diệp muốn nói chuyện, nhưng đúng lúc này, một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thời điểm thanh niên này xuất hiện, một giọng nói đột nhiên ở phía chân trời vang lên. Lục Triều Vân, trở về. Lục Triều Vân nhìn chân trời, sau đó nói. Trưởng lão, thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta đánh không lại Dương Diệp hắn, cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta như rùa đen rút đầu không dám ứng chiến. Phía chân trời trầm mặc,
Lục Triều Vân nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ân oán của ngươi cùng Lục gia ta không rõ ràng lắm, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng Lục gia ta không có bọn hèn nhát. Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp. Ở trong tay hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương. Tay phải nắm chặt trường thương mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp, thương ra như bôn lôi, vô cùng mau lẹ. Trong đó ẩn chứa lực lượng cũng vô cùng cường đại, trực tiếp đánh không gian bốn phía Dương Diệp rách tả tơi. Dương Diệp mặt không thay đổi, thời điểm trường thương cách mi tâm của Dương Diệp hơn 10 cm, một mũi kiếm đột nhiên đâm vào mũi thương. Trường thương run lên kịch liệt, thoáng qua, kiếm của Dương Diệp đâm trường thương thành hai nửa, thoáng qua, trường kiếm chống đỡ ở mi tâm của Lục Triều Vân. Bại. Một chiêu bại. Lục Triều Vân gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có đắng chát. Ở trước khi ra tay là hắn biết, mình không phải đối thủ của Dương Diệp, nhưng hắn thật không ngờ, hắn ngay cả một chiêu cũng tiếp không được. Một chiêu cũng tiếp không được. Mà Dương Diệp và hắn cùng cấp. Lúc này Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Đổi một cái. Phía chân trời, yên tĩnh im lặng. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta đã nói rồi, Lục gia thế hệ trẻ tuổi, có thể toàn bộ cùng tiến lên. Như trước không có trả lời. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn. Như thế nào, đường đường một trong bát đại thế gia, thế hệ trẻ tuổi không có gan sao? Dương Diệp, thực lực ngươi vượt xa thế hệ trẻ tuổi Lục gia ta, cần gì phải khi dễ người như thế? Một bên, Lục Triều Vân đột nhiên nói. Khi dễ. Dương Diệp nhìn về phía Lục Triều Vân nói. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn khi dễ người. Khi dễ người. Dương Diệp hắn chính là muốn khi dễ người, Lục gia cảm thấy hắn dễ khi dễ, hiện tại hắn cũng muốn khi dễ Lục gia, nhìn xem ai mới là dễ khi dễ. Lục Triều Vân vừa muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên lại nói. Như vậy đi, Dương Diệp ta chỉ dùng một tay solo tất cả thế hệ trẻ tuổi của Lục gia, như vậy được không? Một tay. Một tay. Kỳ thật những lời này của Dương Diệp có chút vô lại, bởi vì hắn chỉ có thể dùng một tay căn bản không dám bỏ niêm phong tay phải của mình, lực lượng của cánh tay chiến thần kia, hiện tại thân thể của hắn còn không chịu nổi. Thực lực của hắn tăng lên, nhưng thân thể không nâng cao, nếu như lực lượng của cánh tay chiến thần nổ bung, thân thể của hắn sẽ tan tành. Có thể nói, tay phải của hắn, chính là một át chủ bài giết địch 1000, tự tổn 800. Trừ khi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Khinh người quá đáng. Giờ phút này Dương Diệp không thể nghi ngờ là khinh người quá đáng, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Lục gia, không có người đi ra ứng chiến. Cục diện phải thua, đi ra, cũng không quá đáng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hơn nữa, ai cũng nhìn ra được, Dương Diệp nhằm vào không phải thế hệ trẻ tuổi Lục gia, mà là cả Lục gia, phía chân trời, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, lặng lặng chờ đợi. Hắn không sợ Lục gia chơi quần ẩu, hiện tại tốc độ của hắn, nếu muốn trốn, Lục gia rất khó lưu hắn lại, mà muốn lưu hắn lại, Lục gia sẽ trả giá rất lớn. Điểm này, Lục gia rõ ràng hơn hắn. Với tư cách thế gia, sẽ không đi làm sự tình không có lợi. Cho nên, hắn rất tự tin Lục gia sẽ cơ trông cùng hắn liều chết. Không phải Lục gia sợ hắn, mà không đáng. Tổn thất rất nhiều cường giả chân cảnh lưu hắn lại, đối với Lục gia có lợi sao? Hiển nhiên không có chỗ tốt gì. Dương gia cho ra bảo vật tốt, cũng không chân quý bằng cường giả chân cảnh. Dương Diệp, người quả nhiên là để người rửa mắt mà nhìn. Đúng lúc này, một trung niên nam tử trống rỗng xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nam tử mặc cẩm bào, bộ dáng xem ra chỉ chừng 30 tuổi, nhưng đầu lại tuyết trắng. Người này đúng là Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên, má con tác, mới đọc tưởng Lục Vân Thiên. Dương Diệp nhìn về phía Lục Vân Thiên, tay của hắn chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, người trước mắt này, cho hắn cảm giác giống như Dương Tiêu lúc trước. Không cần phải nói, người trước mắt này khẳng định chính là Lục gia gia chủ. Lục Vân Thiên nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Dương Diệp, người tới Lục gia ta, không phải là muốn lấy sức một mình diệt Lục gia ta chứ? Dương Diệp mỉm cười. Lục gia chủ nói gì vậy chứ? Ta có thực lực kia, muốn tiêu diệt khẳng định cũng là đi diệt Dương gia. Lục Vân Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu,
sau đó lắc đầu. Cao tầng Dương gia ngươi, đầu đều bị lừa đá qua sao? Giờ phút này Dương Diệp bày ra thiên phú cùng thực lực, kia là cực kỳ khủng bố. Có thể nói, Dương gia có Dương Diệp, cho dù tương lai không thể xưng bá trung thiên vũ trụ, nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ Dương gia trong ngàn năm không người dám lấn. Hiện tại tốt rồi, một thiên tài như vậy, hiện tại bị Dương gia biến thành tử địch. Nếu như Dương gia có thể trực tiếp gạt bỏ hắn thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương gia không thể giết chết. Đầu heo a, đây là đánh giá của Lục Vân Thiên đối với cao tầng Dương gia. Xa xa, Dương Diệp nhìn Lục Vân Thiên. Lục gia chủ, ta là người không thích nói nhảm, ta chỉ hỏi một câu, có phải Lục gia ngươi muốn giết ta hay không? Lục Vân Thiên trầm mặc. Giết Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp không có thực lực gì, giết thì giết. Nhưng Dương Diệp giờ phút này, nếu Lục gia muốn giết hắn, sẽ trả giá rất lớn. Nếu như cái trả giá này thấp hơn thu hoạch, vậy hắn sẽ không chút do dự làm. Nhưng vấn đề là, giết Dương Diệp, Lục gia cái gì cũng không chiếm được. Về phần Dương gia cho ra chút ít bảo vật kia, so sánh với Lục gia tổn thất, quả thực chính là không có ý nghĩa. Trầm mặc một lát, Lục Vân Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi tới Lục gia ta, mục đích chính là hỏi những lời này. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta không thích người khác ở sau lưng ám toán ta, cho nên ta đến. Lục gia cùng ta không có thâm cửu đại hận gì, ta cũng không coi Lục gia là địch nhân, nhưng nếu như Lục gia cảm thấy ta dễ khi dễ, ở trong tối đùa nghịch ám chiêu, vậy xin lỗi, về sau ta thấy người Lục gia liền giết. Hai mắt Lục Vân Thiên nhíu lại. Ngươi uy hiếp ta. Dương Diệp cười nói. Lục gia chủ, ta không có uy hiếp ngươi, chỉ nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta. Về phần muốn đối địch với ta hay không, Lục gia chủ ngươi tự quyết định. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chậm đã. Lục Vân Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, hắn xoay người nhìn về phía Lục Vân Thiên. Như thế nào, Lục gia chủ quyết định muốn lưu ta lại. Lục Vân Thiên nói. Ta là người không có ưu điểm gì, chỉ thích chỉ điểm hậu bối. Hôm nay nhìn thấy ngươi, muốn chỉ điểm ngươi một chút, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Chỉ điểm. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu. Vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo tiền bối một chút. Vậy không thể tốt hơn rồi. Tay phải Lục Vân Thiên vung lên, hắn cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên xuất hiện ở trong hư không, hai người cách xa nhau không đến ngàn trượng. Hai người nhìn nhau, sau một khắc, Lục Vân Thiên đột nhiên vươn tay phải ra, điểm về phía Dương Diệp. Vạch! Không gian trước mặt hắn đột nhiên nhúc nhích, thoáng qua, một cự chỉ xuất hiện ở trước mặt Lục Vân Thiên, cự chỉ thật dài, khoảng chừng trăm trượng. Sau một khắc, Lục Nguyên Thiên bấm tay nhấn xuống. Cự chỉ trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cự chỉ đánh úp lại, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, những nơi cự chỉ đi qua, không gian vậy mà cùng nó dung hợp. Không dám khinh thường, Dương Diệp bước ra một bước, kiếm ra. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm lên cự chỉ run lên kịch liệt, ngay sau đó, Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía xa lu, sau khi lui không sai biệt lắm 10 trượng, chân phải hắn đạp mạnh hư không, không gian run lên kịch liệt, cả người hắn ngừng lại. Mà kiếm của hắn còn chống đỡ lơ si cự chỉ kia. Yên lặng một cái chớp mắt, tay trái Dương Diệp đột nhiên hóa trưởng đánh tới chuôi kiếm. Theo một tiếng vang bén nhọn, chuôi kiếm xuyên qua cự cơ chỉ, kiếm tốc không giảm. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Lục Vân Thiên, thời điểm kiếm đến trước mặt Lục Vân Thiên, Dương Diệp cũng xuất hiện ở sau lưng kiếm, tay trái của hắn lần nữa cầm kiếm. Sắc mặt Lục Vân Thiên không thay đổi, ngón tay hắn điểm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Theo một tiếng nổ vang, hai người từng người liên tục lùi lại, mà sau khi Dương Diệp lui gần 10 trượng, hắn liền lợi dụng không gian pháp tắc để mình ngừng lại, sau một khắc, chỗ mi tâm của Lục Vân Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Kiếm đã tới. Lục Vân Thiên nhíu mày, hiển nhiên, kiếm của Dương Diệp để hắn có chút kinh ngạc. Nhưng kiếm này với hắn mà nói, mặc dù có uy hiếp, nhưng còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Thời điểm kiếm muốn đâm vào mi tâm của hắn, hai ngón tay đột nhiên kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Kiếm cương bị kẹp, tay trái Dương Diệp đột nhiên nắm chuôi kiếm xoay tròn. Ngón tay của Lục Vân Thiên lập tức buông lỏng, kiếm của Dương Diệp xuyên qua mi tâm của Lục Vân Thiên, nhưng xuyên qua chỉ là tàn ảnh. Lục Vân Thiên đã xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng.
Lục Vân Thiên vừa dừng lại, lông mày hắn nhíu lại lần nữa, bởi vì kiếm của Dương Diệp lại xuất hiện ở cách mi tâm hắn một tấc. Sắc mặt Lục Vân Thiên nghiêm trọng, không dám có chút khinh thị cùng chủ quan. Một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Dương Diệp bị cổ khí thế này đẩy lui vài chục trượng, nhưng lần này, hắn còn chưa dừng lại, Lục Vân Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền oanh qua. Không có thi triển bất luận huyền kỹ gì, chính là một quyền đơn giản. Dương Diệp cũng không có thi triển huyền kỹ, một kiếm chém xuống. Kiếm quyền vừa mới tiếp xúc, hai người liền lui hơn mấy trăm trượng, nhưng sau một khắc, hai người lại đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên kịch chiến. Chỗ tối, rất nhiều cường giả Lục gia nhìn kinh hồn táng đảm, đặc biệt là Lục Cốt trước kia đuổi theo giết Dương Diệp. Giờ phút này cái trán hắn đã chảy mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp đã mạnh đến loại trình độ này, vậy mà có thể chính diện đối kháng Lục gia gia chủ. Mà hắn, trước đó lại muốn đuổi theo giết Dương Diệp. Nhưng hắn cũng may mắn cuối cùng hắn không có tiếp tục liều mạng, bằng không thì, hắn khả năng đã không còn ở trên đời này. Xa xa, chiến đấu như trước tiếp tục. Bất kể là Dương Diệp hay Lục Vân Thiên, giờ phút này tốc độ của hai người đã nhanh đến mắt thường không thể thấy. Giờ phút này hai người chiến đấu cực kỳ gay cấn, chiêu chiêu chí mạng, hơi không cẩn thận, thì có thể vạn kiếp bất phục. Một phút đồng hồ sau, trong hư không đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, xa xa Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên tách ra. Lúc này, hai người không có ra tay tiếp. Ai thắng ai thua? Cường giả Lục gia hơi khẩn trương. Nếu như Dương Diệp thắng, không hề nghi ngờ, cái này đối với Lục gia mà nói là một đả kích không nhỏ. Phải biết rằng, Lục Vân Thiên là Lục gia gia chủ, đại biểu Lục gia, mà Lục gia gia chủ lại bại bởi một vãn bối. Cái này nếu truyền đi, toàn bộ Lục gia sẽ không có mặt mũi. Xa xa, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên đối mặt, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nhìn Lục Vân Thiên ôm quyền. Đa tạ Lục gia chủ hạ thủ lưu tình, được Lục gia chủ chỉ điểm, vãn bối thu hoạch rất nhiều, ngày khác sẽ đến nhà bái phỏng. Cáo từ. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Gia chủ, lưu hắn lại. Lúc này, Lục Cốt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân Thiên, vội vàng nói. Khi biết được Lục Vân Thiên thắng, hắn biết rõ, đây là cơ hội giết Dương Diệp tốt nhất. Lục Vân Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn Lục Cốt. Ngươi đuổi đi, ta không ngăn cản ngươi. Biểu lộ của Lục Cốt cứng đờ, đang muốn nói cái gì, Lục Vân Thiên lại ngẩng đầu nhìn về phương hướng Dương Diệp rời đi, nói khẽ. Tốt một cái Dương Diệp. Vừa rồi, hắn cũng không có thắng, đương nhiên cũng không có thua. Dương Diệp không làm gì được hắn cũng không làm gì được Dương Diệp. Sở dĩ Dương Diệp nói như vậy, hiển nhiên là muốn bán hắn một nhân tình. Dương Diệp thua hắn, không mất mặt, nhưng nếu hắn thua Dương Diệp, như vậy mặt mũi không còn chút gì. Không chỉ hắn mất mặt, Lục gia cũng sẽ mất mặt. Tại chỗ Lục Vân Thiên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ phút này, Lục gia bất luận người nào cũng không được tham gia ân oán giữa Dương Diệp cùng Dương gia, ai dám vi phạm giết không tha. Nói xong, thân hình của hắn run lên biến mất ngay tại chỗ. Sự tình Dương Diệp đi Lục gia cũng không phải bí mật gì, rất nhanh truyền khắp hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Nhưng sự tình Lục gia tổn thất vài chân cảnh lại không có truyền bá, trừ cái đó ra, Dương Diệp cùng Lục Vân Thiên chiến đấu cũng không có truyền tới. Hiển nhiên, đây là Lục gia phong tỏa. Đây không phải sự tình mọi người quan tâm là, Dương Diệp xuất hiện qua ở Lục gia. Rất nhanh, rất nhiều người chạy về phía Lục gia. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, đầu Dương Diệp đáng giá như thế, rất nhiều người sẽ không buông tha, cho dù bọn họ biết rõ Dương Diệp khẳng định không phải người bình thường, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Đối với rất nhiều người mà nói, đầu Dương Diệp, chính là một cơ hội, một tuyệt thế bảo vật, một cơ hội biến thành cường giả. Lợi ích, có thể khiến đầu người ngây ngất. Dương Diệp cũng không có dừng lại ở Lục gia. Hắn đã đi ra Viêm Không Hệ, trong tinh không mịt mờ, Dương Diệp tìm một địa phương an toàn, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Chữa thương. Trước cùng Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên chiến một trận, hắn bị tổn thương. Nhưng cái này cũng bình thường, cảnh giới hắn thua Lục Vân Thiên nhiều như vậy, trừ khi là dùng kiếm gỗ, bằng không hắn căn bản thắng không được đối phương. Cảnh giới áp chế. Đáng giá nhắc tới là,
Trước đó Lục Vân Thiên thật sự muốn giết hắn, nếu như thực lực của hắn không đủ, hoặc đối phương cảm thấy có thể lưu hắn lại, Lục Vân Thiên sẽ không chút do dự làm như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, Lục Vân Thiên lưu không được hắn. Nếu như Lục Vân Thiên vận dụng toàn bộ lực lượng của Lục gia, muốn lưu lại hắn, cũng không phải việc khó gì. Nhưng Lục Vân Thiên không làm như vậy, giống như lúc trước hắn suy nghĩ, Lục gia sẽ không bỏ ra một cái giá lớn đến lưu hắn. Lúc này đây, hắn và Lục gia giao phong, hắn thắng. Sở dĩ thắng, là vì thực lực của hắn làm cho Lục gia kiêng kỵ. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng, ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, không đến nửa canh giờ, tổn thương trên người hắn đã khôi phục toàn bộ, không chỉ tổn thương khôi phục, trạng thái cũng khôi phục đến đỉnh phong. Sau khi tổn thương khôi phục, Dương Diệp cũng không có rời khỏi Hồng Mông Tháp, mà tiếp tục xếp bằng, giờ phút này, trong đầu hắn đang hồi ức chiến đấu vừa rồi. Vừa rồi, hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng hắn vẫn không làm gì được Lục Vân Thiên. Ý thức chiến đấu của Lục Vân Thiên nằm ngoài dự đoán của hắn, đối phương cảm ứng nguy hiểm cực kỳ linh mẫn, mà đối phương phản ứng cũng cực nhanh, không chỉ phản ứng cực nhanh, còn có thể ở sau mỗi lần ngăn trở kiếm của hắn cho hắn một kích chí mạng. Hắn cùng với đối phương chênh lệch, không chỉ cảnh giới, còn có ý thức chiến đấu. Chưa đủ. Hắn bây giờ đang làm chính là tìm chưa đủ, hồi ức những gì chưa đủ trong chiến đấu vừa rồi. Không tìm không biết, vừa tìm đã giật mình. Dương Diệp phát hiện, hiện tại hắn hồi tưởng lại, trước cùng Lục Vân Thiên chiến đấu, hắn có rất nhiều địa phương không ổn. Phải nói, hắn có thể làm rất tốt, đặc biệt là có khi, hắn có cơ hội chiến thắng, nhưng hắn không nắm bắt được. Thời gian từng chút trôi qua, một ngày sau, Dương Diệp mở mắt. Hắn đứng lên, hít một hơi. Ngày hôm nay, tuy thực lực của hắn không có tăng gì nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Tích lũy. Từng chút tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như hắn cùng Lục Vân Thiên chiến đấu lại, hắn chắc chắn sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Dương Diệp đi tới tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất, Tiểu Bạch vẫn còn ôm kiếm gỗ rong chơi. Chuẩn xác mà nói là Tiểu Bạch đang luyện kiếm, không cần phải nói, nhất định là kiếm gỗ dạy nàng. Dương Diệp cười cười, hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cách đó không xa, một cái chảo nhỏ của Tiểu Bạch bắt lấy kiếm gỗ đang rung động kịch liệt, mà Tiểu Bạch thì không ngừng đưa huyền khí vào kiếm gỗ. Kiếm gỗ càng ngày càng rung động, từng đạo kiếm minh không ngừng vang lên. Đột nhiên, một cái móng vuốt khác của Tiểu Bạch cũng nắm kiếm gỗ, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hai móng của Tiểu Bạch ôm kiếm gỗ nhắm cùng kỳ ngủ say ở xa xa mạnh mẽ bổ một phát. Một tiếng kiếm minh chói tai vang vọng, tiếng kiếm minh trực tiếp chấn không gian chung quanh run lên kịch liệt, ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, gần vạn đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, vạn đạo kiếm khí tựa như kiếm vũ bao phủ cùng kỳ. Rầm 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 oanh, trong tràng lập tức vang lên từng tiếng nổ đi đùng. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Dương Diệp ngươi lại nổi điên cái gì? Dương Diệp. Một cổ khí tức cường đại phóng lên trời, kiếm vũ bị oanh tán, cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch cùng Dương Diệp. Giờ phút này cùng kỳ có chút chật vật. Ở trên người hắn, vết kiếm rậm rạp chằng chịt, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Bởi vì vết kiếm kia có chút sâu, lại sâu một chút sẽ thấy máu. Giờ phút này, cùng kỳ đang nhìn hằm hằm Dương Diệp. Biểu lộ của Dương Diệp rất vô tội. Nhìn thấy Dương Diệp biểu lộ vô tội, biểu lộ của Tiểu Bạch cũng thay đổi thành người vô tội. Cùng kỳ không ngốc, rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở tròn mắt, sau đó chỉ kiếm gỗ, một bộ là nó làm. Nhưng rất nhanh, nàng lại giấu thanh kiếm ở sau lưng, một bộ ngươi đừng nghĩ động nó. Cùng kỳ nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn còn không đến mức sinh khí với Tiểu Bạch, hơn nữa đối với Tiểu Bạch, hắn cũng rất yêu thích. Phải nói, loại linh chủ như Tiểu Bạch, bất kể là yêu thú hay linh vật gì khác đều sẽ thích. Cực kỳ tinh khiết. Cái này là tính cách của Tiểu Bạch, nhưng hiện tại thêm một cái, cực kỳ nghịch ngợm. Sau khi đi theo Dương Diệp, Tiểu Bạch càng ngày càng nghịch. Ngầm. Cùng kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Tiểu tử. Thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Diệp cười nói. Cùng kỳ lão huynh ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Cùng kỳ khẽ lắc đầu.
Ta chỉ là khôi phục thực lực mà thôi. Mà ngươi không giống, ngươi là phát triển, cái tốc độ phát triển này có chút dọa người. Nhưng ngươi cũng rất cố gắng. Dương Diệp ban đầu ở trong Hồng Mông Tháp khổ luyện, hắn biết rất rõ. Dương Diệp cười nói. Không cố gắng không được a. Hiện tại toàn bộ trung thiên vũ trụ đều hận không thể lấy đầu của hắn, còn có Dương gia, gần đây Dương gia không có động tĩnh gì, nhưng hắn biết, đây nhất định là Dương gia không có nắm chắc đánh chết hắn. Một khi Dương gia có động tĩnh, đây tuyệt đối là mưa to gió lớn. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói. Lúc nào đi Dương gia? Dương gia. Dương Diệp nắm chặt kiếm trong tay, trầm mặc mấy hơi hắn nói. Sẽ không quá lâu. Cùng Kỳ nói. Thực lực của ngươi bây giờ tuy mạnh không ít, nhưng muốn đối kháng Dương gia vẫn còn không đủ. Tiếp tục cố gắng trở nên mạnh mẽ a. Nói xong, thân hình Cùng Kỳ lóe lên một cái, xuất hiện ở cách đó không xa, sau đó lại bắt đầu nằm sấp, chỉ chốc lát liền ngủ say. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bạch bên người nói. Lần sau không cho phép chém người lung tung, hiểu chưa? Tiểu Bạch mở tròn mắt. Sau đó vội vàng huy vũ tiểu trảo. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Không phải cố ý tốt nhất, dù sao về sau phải cẩn thận một chút, hiểu chưa? May mắn Cùng Kỳ da dày thịt béo, nếu như đổi lại hắn, bất ngờ không đề phòng, chút ít kiếm khí kia có thể sẽ để hắn không chết cũng tàn phế. Tuy Tiểu Bạch yếu, nhưng kiếm gỗ kia mạnh a. Nghe Dương Diệp nói, Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nhếch miệng cười cười, nàng ôm đầu Dương Diệp nhẹ nhàng cọ sát. Một chiêu này, lần nào cũng đúng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp cũng không có rời Hồng Mông Tháp, mà cùng Tiểu Bạch chơi, nhưng không có chơi quá lâu, chơi không sai biệt lắm 2-3 canh giờ, hắn đi ra Hồng Mông Tháp. Vừa rời Hồng Mông Tháp, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, ngay sau đó, quyển trục Dương Liêm Sương cho hắn xuất hiện ở trước mặt. Khi thấy nội dung trong đó, sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt dữ tợn. Dương gia. Âm thanh dữ tợn của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Dương Liêm Sương gửi thư, Dương gia khắp nơi truyền bá, nói chỉ cần khống chế thân nhân của hắn ở thiên toàn hệ, là có thể để Dương Diệp hắn hiện thân, hơn nữa khống chế Dương Diệp hắn. Một chiêu này, làm cho vô số người muốn đánh chủ ý Dương Diệp hắn ánh mắt quăng đến thiên toàn hệ. Dương gia đây là muốn hắn cùng với người trong thiên hạ là địch. Tại chỗ, tay trái Đu Uông Diệp nắm chặt kiếm trong tay. Về thiên toàn hệ. Không thể về thiên toàn hệ. Một khi về thiên toàn hệ, vậy thì phiền toái sẽ vô cùng vô tận. Hơn nữa nếu như hắn trở về, chiến hỏa tất nhiên sẽ đốt tới thiên toàn hệ. Thiên toàn hệ quá nhỏ, căn bản chịu không nổi chiến hỏa. Còn nữa, một khi hắn trở về, vậy hắn liền vĩnh viễn lâm vào bị động. Bởi vì hắn không thể rời khỏi thiên toàn hệ, khi đó Dương gia muốn đối phó hắn, liền đơn giản hơn nhiều. Trầm mặc hồi lâu. Dương Diệp đột nhiên nhe răng cười nói. Cầm đầu chúng ta đi đổi bảo vật, tốt, ta cho các ngươi tới bắt. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía quyển trục trước mặt nói. Giúp ta một việc, dùng mạng lưới tình báo của ngươi, giúp ta nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, nói Dương Diệp ta ở Kiếm Tiên Thành, người muốn đầu Dương Diệp ta, có thể tới Kiếm Tiên Thành, ta tùy thời xin đợi. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một ngày sau. Tin tức Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành như vòi rồng lan tràn cả trung thiên vũ trụ. Tốc độ lan tràn cực nhanh, thời gian ngắn ngủi, vô số người đã biết Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả lao về phía Kiếm Tiên Thành. Những người này, sợ đi trễ, đầu Dương Diệp liền bị người khác đoạt. Giết Dương Diệp, bớt phấn đấu trăm năm. Đây là một câu lưu hành nhất của trung thiên vũ trụ lúc này. Cực kỳ tinh khiết. Cái này là tính cách của Tiểu Bạch, nhưng hiện tại thêm một cái, cực kỳ nghịch ngợm. Sau khi đi theo Dương Diệp, Tiểu Bạch càng ngày càng nghịch. Ngầm, Cùng Kỳ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Tiểu tử, thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dương Diệp cười nói. Cùng Kỳ lão huynh ngươi chẳng phải cũng như vậy sao? Cùng Kỳ khẽ lắc đầu, nhưng hắn phát hiện, trốn tránh căn bản không phải phương pháp xử lý. Trốn tránh đã không phải phương pháp xử lý, vậy thì làm chính diện a. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn đi vào Kiếm Tiên Thành, một lão giả áo tím đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, ngăn trở đường đi của Dương Diệp. Lão giả áo tím khuôn mặt già nua, tóc trắng,
ở bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm màu tím. Dương Diệp nhìn lão giả áo tím, rất nhanh, hắn cau mày, bởi vì hắn vậy mà cảm thụ không đến khí tức của lão giả áo tím này. Các hạ chính là Dương Diệp. Lão giả áo tím đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Phải. Lão giả áo tím. Chủ nhân cho mời. Chủ nhân. Dương Diệp cau mày. Lão giả áo tím khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong thành. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo lão giả áo tím tới một địa phương hắn cực kỳ quen thuộc, Thái Tiên Lâu. Lão giả áo tím không nói gì, mang theo Dương Diệp đi đến Thái Tiên Lâu, thời điểm đi vào tầng thứ ba, lão giả áo tím còn chưa đi đến trước màn sáng kia đã tự động phân ra. Kiếm ý chân cảnh. Dương Diệp nhíu mày, kiếm ý của lão giả này đạt tới chân cảnh sao? Không đúng, kiếm ý chân cảnh hắn cảm thụ qua, kiếm ý của lão giả này tuyệt đối không phải kiếm ý chân cảnh, nếu như không phải kiếm ý chân cảnh, chẳng lẽ là kiếm ý trên chân cảnh? Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ trong đầu, sau đó đi tới trước màn sáng. Hắn không có phóng thích kiếm ý, mà đâm ra một kiếm, kiếm cương vừa chạm màn sáng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dương Diệp đi vào tầng thứ ba, lão giả đang nhìn hắn. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi, rất nhanh, bọn họ lại đi tới trước một màn sáng. Tầng thứ tư. Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu. Thái Tiên Lâu tổng cộng tầng 4, nhưng tầng thứ 4, chỉ có một người có thể tiến vào. Chủ nhân ngươi. Dương Diệp nói. Lão giả lần nữa khẽ gật đầu. Dương Diệp nhìn màn sáng tầng thứ 4, muốn đi lên, nhưng lúc này lão giả đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn nói. Các hạ ở chỗ này cùng chủ nhân đối thoại là được. Dương Diệp nhìn lão giả một cái, sau đó nói. Để cho ta ở chỗ này cùng chủ nhân ngươi đối thoại. Lão giả nói. Đúng vậy, tầng thứ tư, cái có chủ nhân có thể tiến vào. Dương Diệp đánh giá lão giả một chút, sau đó nói. Vốn ta rất ngạc nhiên đến tột cùng là người nào, lại có thể để ngươi nhận làm chủ nhân, cũng tò mò, vì sao chủ nhân của ngươi muốn tìm ta, nhưng hiện tại, ta không hiếu kỳ. Thứ cho không phụng bồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này Dương Diệp đích thực là có chút căm tức, bộ dáng của đối phương, giống như hắn là cầu gặp đối phương vậy. Ngươi muốn đùa nghịch đại gia, có thể, ngươi tự mình chơi đi, lão tử không phụng bồi. Đúng lúc này, lão giả áo tím đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi không thể đi. Dương Diệp nhìn lão giả áo tím. Có tin ta hủy Thái Tiên Lâu của ngươi hay không? Lão giả áo tím nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Một giọng nói đột nhiên từ trong màn sáng tầng thứ tư truyền đến. Khổ thúc, để hắn đi lên. Âm thanh của nữ tử. Lão giả áo tím nhìn Dương Diệp một cái, sau đó làm thủ thế mời. Dương Diệp nhìn tầng thứ tư, sau đó nói. Thật có lỗi, hiện tại ta không muốn lên. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ngươi có tính tình, ta càng có tính tình. Đúng lúc này, âm thanh nàng kia đột nhiên từ trong lầu truyền đến. Ngươi tới từ thiên toàn hệ, ta cũng tới từ thiên toàn hệ. Thiên toàn hệ. Dương Diệp dừng bước, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn xoay người nhìn về phía tầng thứ tư. Ngươi là ai? Ngươi yêu thích cách màn sáng nói chuyện phiếm sao? Nữ tử đột nhiên nói. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đi tới trước màn sáng, kiếm ra, nhưng một kiếm này lại không thể chấn vỡ màn sáng, không chỉ như thế, chính hắn ngược lại còn bị đẩy lui 10 trượng. Hơi thất vọng. Âm thanh của nữ tử đột nhiên vang lên. Đúng lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên động. Sát na nhất kiếm. Thời điểm tay hắn động, màn sáng ầm ầm nổ tung ra thành từng mảnh. Dương Diệp không nói gì, nắm kiếm trong tay lên tầng thứ tư. Lão giả áo tím cũng không có theo sau. Đi vào tầng thứ tư, Dương Diệp phát hiện, đây là một khuê phòng của nữ tử. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cách đó không xa, có một bình phong. Mà ở trong bình phong, có một nhân ảnh, bóng người nhìn từ ngoài, là nữ tử. Nhưng dung mạo không cách nào thấy rõ. Dương Diệp cũng không có lợi dụng thần thức đi thăm dò, đối phương đã không muốn hắn trông thấy, hắn cưỡng ép nhìn liền không có ý gì. Dương Diệp tìm một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói. Ngươi tới từ thiên toàn hệ. Ta có tất yếu lừa ngươi sao? Nữ tử nói.
Dương Diệp trầm mặc mấy hơi, sau đó nói. Ngươi nhận thức ta? Không biết. Nữ tử nói. Nhưng ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc, nếu như ta không đoán sai, trong người người quen biết, khẳng định có người ta quen biết. Dương Diệp nói. Nói xem, ngươi biết là ai? Kiếm Tiên Thành. Giờ phút này, Kiếm Tiên Thành không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Vô số người chạy đến Kiếm Tiên Thành, trong này, có tới giết Dương Diệp, cũng có đến xem trò vui, tóm lại, giờ phút này Kiếm Tiên Thành so với dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Vào lúc giữa trưa, một thanh niên mặc thanh sam, tay cầm trường kiếm xuất hiện ở bên ngoài Kiếm Tiên Thành. Thanh niên này, dĩ nhiên là Dương Diệp. Những người kia không phải muốn giết hắn sao? Vậy tốt, không cần bọn họ đến tìm, không cần bọn họ đi thiên toàn hệ, chính hắn chủ động xuất hiện. Để những người kia đều đến tìm hắn. Hắn đi Lục gia, mục đích là hy vọng Lục gia đừng âm thầm ngáng chân hắn, hắn không phải sợ người khác tới giết hắn, mà không muốn mỗi ngày đều đi giết người, hắn không muốn lãng phí thời gian. Một ít người ta không muốn nhắc tới. Nữ tử nói, lần này tìm ngươi đến, không phải vì việc này. Vậy vì cái gì? Dương Diệp nói. Nữ tử nói, Dương Diệp, ân oán của ngươi cùng Dương gia, ta biết rõ một ít. Nhưng Kiếm Tiên Thành ta không muốn trộn lẫn vào ân oán của các ngươi. Nhưng ngươi lại đến Kiếm Tiên Thành ta, ta tìm ngươi đến, là muốn mời ngươi rời khỏi Kiếm Tiên Thành, không nên dẫn chiến hỏa tới Kiếm Tiên Thành. Nguyên lai là vì chuyện này. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thật có lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn. Nữ tử nói. Xem ra ngươi vẫn rất dễ nói chuyện. Dương Diệp nói. Như vậy đi, ta ở bên ngoài Kiếm Tiên Thành. Không vào thành được không? Nữ tử trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Ngươi cũng biết, ta đã nói cho toàn bộ người trong thiên hạ ta ở Kiếm Tiên Thành, nếu như bây giờ nói không ở Kiếm Tiên Thành, người khác còn tưởng rằng ta sợ. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Vị mỹ nữ này, ta có một yêu cầu quá đáng. Yêu cầu quá đáng. Vậy ngươi đừng nói cho thỏa đáng. Nữ tử nói. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vị cô nương này, ta và ngươi đều đến từ thiên toàn hệ, khó được tha hương gặp mặt, cái này là duyên phận a. Ngươi nhìn, hiện tại thật nhiều người muốn giết ta, với tư cách đồng hương, ngươi có phải nên giúp đỡ một chút hay không? Hỗ trợ. Nữ tử nói. Giúp ngươi cùng khắp thiên hạ là địch, giúp ngươi cùng Dương gia là địch. Dương Diệp nói, không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ cả đời nhớ rõ ân tình của ngươi. Da mặt của ngươi thật dày. Nữ tử đột nhiên nói, Dương Diệp. Lúc này nữ tử lại nói, Dương Diệp, kỳ thật dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể đào tẩu, chỉ cần ngươi trốn, cho dù là Dương gia dốc hết lực lượng cả gia tộc, cũng khó có thể giết ngươi. Ta rất không rõ, vì sao ngươi không trốn. Ngược lại còn muốn chủ động dẫn lửa thiêu thân. Dương Diệp cười cười nói. Bởi vì sau lưng ta có người, cho nên ta không thể trốn. Những nữ nhân của ngươi ở thiên toàn hệ kia. Nữ tử nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta có một lời, ngươi có nguyện ý nghe không? Nữ tử nói. Đừng nhiều chuyện. Dương Diệp nói. Nữ tử nói. Dương Diệp, thiên phú kiếm đạo của ngươi không yếu, đáng tiếc. Không thể kiếm chạm tơ tình, kiếm chạm thân tình, nếu như ngươi có thể vứt bỏ thân tình, chặt đứt tơ tình, kiếm của ngươi sẽ càng thêm thuần túy, càng cường đại hơn. Như Tiêu Dao Tử sao? Dương Diệp nói. Ngươi biết hắn? Nữ tử nói. Ngươi cũng biết? Dương Diệp hỏi lại. Nữ tử trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Người này là nhân vật truyền kỳ của thiên toàn hệ ta làm sao có thể không biết? Kiếm đạo của hắn cho dù chưa từng gặp qua, nhưng khẳng định cũng nghe qua. Nếu ngươi có thể chạm tình, muốn đạt tới loại trình độ kia, hẳn không phải quá khó khăn. Dương Diệp đứng lên, sau đó nói. Vị cô nương này, Tiêu Dao Tử là Tiêu Dao Tử, Dương Diệp là Dương Diệp, ta cần gì phải đi làm giống như hắn. Ta không cần đi con đường của bất luận người nào, chỉ cần đi con đường của mình là được. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Lúc này. Nữ tử đột nhiên nói. Ngươi có biết, nếu không chạm tình, kiếm của ngươi cả đời có trói buộc, không cách nào đạt tới trình độ như Tiêu Dao Tử không?
Nếu không có người mình yêu làm bạn, cho dù vũ trụ vô địch, đối với Dương Diệp ta mà nói, đó cũng là một đống phân chó. Nếu có người thương bên cạnh, làm một người bình thường, bình bình đạm đạm qua cả đời, ta cũng nguyện ý. Dương Diệp nói xong câu này, cũng không quay đầu lại, thoáng qua liền biến mất ở trong phòng. Trong phòng, trầm mặc hồi lâu, nữ tử đột nhiên thấp giọng nói. Tấm lòng son, người trí tình khó được, đáng tiếc, nếu ngươi không buông, thành tựu kiếm đạo cuối cùng có hạn. Nói xong, nàng lặng yên hồi lâu, sau đó nói. Khí tức thật quen thuộc. Dương Diệp rời khỏi Thái Tiên Lâu, đi ra ngoài thành, vừa ra ngoài thành, một tiếng hét giận dữ đột nhiên tự chân trời truyền đến. Dương Diệp ở đâu, đầu của ngươi, lão tử muốn. Nói xong, một nhân ảnh tự phía chân trời đánh úp lại. Rất nhanh, một nam tử rơi vào trước mặt Dương Diệp, nam tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó một thanh trường đao để ngang trên cổ Dương Diệp. Dương Diệp ở đâu? Dương Diệp nhìn nam tử trước mắt. Ngay ở trước mặt ngươi. Nam tử có chút ngẩn người, lập tức nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, nam tử lập tức hưng phấn lên. Nguyên lai ngươi chính là Dương Diệp, nguyên lai ngươi yếu như vậy, ha ha. Đột nhiên, tiếng cười của nam tử lập tức im bặt, trong tràng yên tĩnh trở lại, nam tử vẫn còn ở trước mặt Dương Diệp, đao của hắn còn gác ở trên cổ Dương Diệp, nhưng đầu của hắn lại rơi ở dưới chân của hắn. Dương Diệp lui sang mơ lột bên, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Xa xa, nam tử kia vẫn còn bảo trì tư thế đứng. Dương Diệp lấy ra một viên năng lượng châu nuốt vào, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại chi. Rất nhanh, sự tình Dương Diệp ở bên ngoài kiếm tiên thành truyền vào kiếm tiên thành, chỉ chốc lát, trên tường thành xuất hiện rất nhiều người. Tất cả mọi người đang khìn Dương Diệp, những người này nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt, có lửa nóng. Có hiếu kỳ, có kiêng kỵ. Giờ phút này, Dương Diệp có thể nói ở trung thiên vũ trụ không người không biết, không người không hiểu. Giết Dương Diệp, thiếu phấn đấu trăm năm. Những lời này tuyệt đối không phải nói giỡn, Dương gia khai ra thù lao phong phú kia, nếu có thể đạt được, kia cũng không phải thiếu phấn đấu trăm năm, có thể là thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Hơn nữa, bọn họ căn bản không cần sợ Dương gia đổi ý. Dương gia náo xôn xao như vậy. Nếu như Dương gia đổi ý, không cần phải nói, về sau danh dự của Dương gia ở trung thiên vũ trụ sẽ rớt xuống ngàn trượng, không có người sẽ tin tưởng Dương gia. Cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng Dương gia đổi ý. Dưới tường thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng, phảng phất như ngủ đông. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, 15 người xuất hiện ở xa xa. Trong 15 người, một thanh niên cầm đầu đi tới trước mặt Dương Diệp. Nam tử ước chừng 2526, mặc cẩm bào, trong tay cầm một thanh trường thương tử kim sắc. Nam tử cầm thương nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía nam tử cầm thương. Tới lấy đầu ta. Phải. Bởi vì một thanh kiếm chĩa vào mũi thương. Nam tử nhìn Dương Diệp, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nói. Cùng một chỗ động thủ. Nhưng đúng lúc này, thân thể nam tử cứng ngắc, rất nhanh. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, thương trong tay nam tử phân làm hai nửa, cùng lúc đó, đầu từ trên cổ rớt xuống. Đối với Dương Diệp mà nói, trí cảnh căn bản không đủ nhìn. Trừ khi là thiên tài chân cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến, bằng không thì, thiên tài trí cảnh, hắn thật có thể đánh thiệt nhiều cái. Một kiếm miểu sát nam tử, Dương Diệp cũng không có dừng tay, ở trong ánh mắt kinh hãi của những người trên tường thành, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Ngay sau đó, kiếm quang không ngừng hiện lên. Mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều mang theo một đầu người. Ba hơi sau, 15 cái đầu người rơi vào dưới chân Dương Diệp. Trên tường thành, lặng ngắt như tờ. Không đến ba hơi, 15 cường giả trí cảnh toàn bộ vẫn lạc. Miểu sát. Chân chính miểu sát. Không có một cường giả trí cảnh có thể tiếp được Dương Diệp một kiếm, toàn bộ bị Dương Diệp miểu sát. Giờ khắc này, trên tường thành. Rất nhiều người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Dưới tường thành, Dương Diệp nhìn những đầu người bên chân, sau một khắc, tay phải hắn vung lên, đầu của những người kia toàn bộ rơi vào bên tường thành, đầu những người này xếp thành hàng, cực kỳ chỉnh tề. Dương Diệp không nói gì, xếp bằng ở đấy, sau đó lấy ra một viên đá năng lượng nuốt vào. Vừa rồi hắn giết những trí cảnh kia kỳ thật cũng không thoải mái,
những chí cảnh kia bất kể là phản ứng hay tốc độ đều cực kỳ nhanh, bởi vậy mỗi một kiếm hắn đều làm đến cực hạn. Cũng chính bởi vì như thế, huyền khí của hắn ở trong ngắn ngủi ba hơi đã tiêu hao sạch sẽ. Khá tốt có Tiểu Bạch tạo đá năng lượng, bằng không thì hắn phải chuồn đi. Nhưng lần này, hắn không thể đi. Hắn tin tưởng vững chắc, nếu muốn người khác không đến tìm hắn phiền toái, chỉ có một phương pháp xử lý, chính là giết. Giết tới người muốn giết hắn đều chết hết, giết đến thế nhân không dám đến tìm hắn. Chờ thế nhân biết thực lực của hắn, hắn tin tưởng, khi đó cho dù Dương gia khai ra thù lao lại lớn, cũng không có người sẽ tìm hắn phiền toái. Lúc này đây, hắn muốn giết đến thế nhân sợ hãi, giết đến thế nhân run rẩy. Trong thành, Thái Tiên Lâu. Tầng thứ tư, ở vị trí cửa sổ, một nữ tử đứng đó, ánh mắt nàng nhìn đúng là vị trí của Dương Diệp. Tiểu thư, muốn ngăn cản hắn không? Dưới lầu, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tại sao phải ngăn cản? Nữ tử hỏi. Trầm mặc một cái chớp mắt, dưới lầu lại truyền tới âm thanh. Người này có thể sẽ liên lụy kiếm tiên thành chúng ta. Nữ tử nói. Hắn là một người rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là một người không dễ nói chuyện. Nếu như người đi đuổi hắn, không chừng hắn sẽ dẫn đầu hủy kiếm tiên thành. Hắn không có thực lực kia. Thanh âm kia nói. Nữ tử khẽ lắc đầu. Khổ lão, vĩnh viễn đừng xem thường người, đặc biệt là Dương Diệp. Người này mới nhìn vừa điên vừa cuồng, hữu dũng vô mưu, kỳ thực tâm tư tinh tế. Như lúc này, ở ngoại Như Lân xem ra, hắn là tìm phiền toái, kỳ thật không phải, cử động lần này của hắn đang là vì ngăn chặn phiền toái. Vì sao tiểu thư nói như vậy? Dưới lầu, thanh âm kia nói. Nữ tử nói. Sở dĩ Dương gia có thể lợi dụng thế nhân đến tìm hắn phiền toái, đó là bởi vì thế nhân không biết thực lực của Dương Diệp hắn, mà bây giờ, Dương Diệp hắn chính là muốn nói cho thế nhân thực lực của hắn. Chờ thế nhân biết rõ thực lực của hắn, dĩ nhiên là không có người nào dám đến tìm hắn phiền toái. Trầm mặc một cái chớp mắt, nữ tử lại nói. Cái này gọi là dùng giết cản giết, phương pháp xử lý bạo lực nhất, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân, tự chui đầu vào giỏ sao. Dưới lầu, thanh âm kia lại nói. Nữ tử lạnh nhạt nói. Thành công, thì gọi dùng giết cản giết, thất bại, thì kêu tự chui đầu vào giỏ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Sự tình ta để ngươi tra thế nào? Thanh âm kia nói. Tra xét, tất cả đều mất. Chết sao? Nữ tử nhíu mày. Không phải. Thanh âm kia nói. Các nàng toàn bộ đều biến mất. Không có ở U Minh hệ, cũng không có ở Thiên Toàn hệ. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tiếp tục tra, còn nữa, thuận tiện điều tra trong điện ta còn có bao nhiêu người. Vâng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn bên ngoài thành. Biến mất sao? Bên ngoài thành. Dương Diệp như trước xếp bằng ở đấy, nhưng dưới vách tường, lại nhiều thêm 10 cái đầu người. Đáng giá nhắc tới là, trên tường thành cũng không có người xuống dưới tìm Dương Diệp. Đầu những người kia, đều là đầu người từ bên ngoài đến. Người trên tường thành, sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, tự nhiên sẽ không đi xuống tìm chết. Kỳ thật. Nếu như những người bị giết biết tiên tri thực lực của Dương Diệp, khẳng định cũng sẽ không đến tìm Dương Diệp. Tuy bảo bối mê người, nhưng không có mệnh, bảo bối lại nhiều cũng chỉ là phù vân. Nhưng bọn họ không biết thực lực của Dương Diệp cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Bởi vì Dương Diệp rất rõ ràng, nếu như thực lực của hắn yếu, những người kia cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Thời gian từng chút trôi qua, dưới tường thành, đầu người càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ. Dưới tường thành đã có gần 50 cái đầu. Không chỉ như thế, số lượng kia còn đang không ngừng gia tăng. Mặt trời lặn, gần hoàng hôn. Lúc này một lão giả đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Chân cảnh. Trên tường thành xuất hiện một chút bạo động, bởi vì đến bây giờ, lão giả trước mắt này là vị cường giả chân cảnh đầu tiên. Chân cảnh. Trong lòng mọi người, cường giả chân cảnh thuộc về cường giả cao cấp nhất của thế giới này. Trước tuy Dương Diệp giết rất nhiều người, giết nhanh, nhưng tất cả đều là chí cảnh, còn có nửa bước chân cảnh, mà bây giờ, xuất hiện chân cảnh rồi. Trên tường thành, rất nhiều người sắc mặt vui vẻ. Bởi vì theo bọn họ, có trò hay để nhìn. Xa xa, Dương Diệp mở mắt, hắn nhìn lão giả kia, sau đó khẽ cười nói. Ha ha,
ngay cả cường giả chân cảnh cũng nhìn không được hấp dẫn sao? Lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói. Chân linh quả, không có chân linh quả, lão phu đời này khả năng không thể tấn chức. Không có biện pháp, mặc dù biết ngươi không phải thiên tài bình thường, nhưng lão phu vẫn muốn đến thử xem. Dương Diệp không có xếp bằng nữa, hắn đứng lên, đối mặt cường giả chân cảnh, hắn sẽ không chủ quan, cũng không dám khinh thường. Lúc này, lão giả kia không nói gì, đột nhiên hắn bước ra một bước, trong chốc lát, một cổ khí thế kinh khủng như thủy triều nghiền ép về phía Dương Diệp. Những nơi khí thế đi qua, không gian trước mặt Dương Diệp đều bóp méo, không chỉ như thế, rất nhiều người trên tường thành vậy mà nhìn không được liên tục lùi lại. Nhưng đúng lúc này, lão giả áo bào đen kia sắc mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tuy người biến mất, nhưng cánh tay phải của hắn lại không có rời đi. Một cánh tay rơi xuống đất. Ngoài trăm trượng, lão giả áo bào đen vừa dừng lại, sắc mặt hắn lần nữa đại biến, ngay sau đó, thân thể của hắn cứng ngắc lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn giống như mất hồn nhìn Dương Diệp. Ta cho rằng, cho dù giết không được ngươi, cũng có thể toàn thân trở ra. Dương Diệp nhìn lão giả. Sự thật chứng minh, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, xa xa, đầu lão giả nghiêng một cái, rơi trên mặt đất. Một cỗ máu tươi như suối phun bừng lên. Miểu sát chân cảnh. Trên tường thành, lặng ngắt như tờ. Trong mắt mọi người đều là vẻ không thể tin được, bọn họ trước có nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, ví dụ như Dương Diệp bại, Dương Diệp thắng thảm, nhưng không có nghĩ tới Dương Diệp ngay cả cường giả chân cảnh cũng miễu sát. Đây là cường giả chân cảnh A. Ngay cả cường giả chân cảnh cũng miễu sát. Khó có thể tin. Sau khi Dương Diệp đánh chết chân cảnh, hắn lập tức ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào. Vừa rồi, hắn không phải miễu sát, mà dùng hai kiếm. Đối với cường giả chân cảnh, hắn căn bản khó có thể một kiếm miểu sát, cơ bản đều chỉ có thể làm bị thương đối phương. Cũng chỉ có dùng hai kiếm, hơn nữa còn phải là hai kiếm cực nhanh mới có thể miểu sát đối phương. Sau khi hắn dung hợp sở học của mình, cùng người đánh nhau, cũng biến thành cực kỳ đơn giản. Kỳ thật cái này cũng bình thường, sát chiêu chân chính, một chiêu là đủ rồi. Mặc kệ kiếm kỹ cùng huyền kỹ hoa lệ ra sao, mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì sát chiêu chân chính. Trong nháy mắt thi triển hai kiếm, cái này làm cho huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bị rút sạch sẽ. Ngay lúc này, hắn không dám để trong cơ thể mình không có huyền khí, bởi vì tùy thời khả năng sẽ có người nhảy ra ngoài giết hắn. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một đám người, nhóm người này, khoảng chừng trên trăm. Trong đó có trí cảnh, có luân hồi cảnh, ngay cả âm dương cảnh cũng có. Nhìn thấy những người này đi về phía Dương Diệp. Người trên tường thành ánh mắt tràn đầy thương cảm. Nhóm người này, cảnh giới cao thấp không đồng nhất, xem xét chính là tạm thời tổ chức, mặc dù nhiều người, nhưng không cần phải nói, ở trước mặt Dương Diệp, nhóm người này chỉ sợ ngay cả đám ô hợp cũng không tính. Phía dưới, Dương Diệp ngồi xếp bằng, như trước không có mở mắt. Rất nhanh, hơn 100 người đi tới cách Dương Diệp không xa dừng lại, khi thấy những đầu người sau lưng Dương Diệp, sắc mặt hơn 100 người hơi đổi, hiển nhiên. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp giết nhiều người như vậy. Đúng lúc này, một nam tử đầu chọc đột nhiên đi ra, đại đao trong tay nam tử đầu chọc chỉ Dương Diệp, nhe răng cười nói. Các huynh đệ, cái này là Dương Diệp, chỉ cần giết hắn, chúng ta có thể đạt được thù lao của Dương gia. Chỉ cần giết hắn, mọi người chúng ta có thể đạt được công pháp, huyền bảo, còn có huyền kỹ chân cảnh cùng với chân linh quả. Giết hắn đi, mọi người chúng ta thiếu phấn đấu trăm năm. Giết hắn, giết hắn. Chu Dương Diệp, Chu Dương Diệp. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người ở giống lên. Nhưng bọn họ không có phát hiện, người trên tường thành nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều mang theo thương cảm. Vân Thủy. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên vang lên một thanh âm bối rối. Ngay sau đó, một nam tử hoa bào đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Rất nhanh, nam tử hoa bào này đi tới trước mặt hơn 100 người kia. Ánh mắt hắn nhìn về phía một nữ tử mặc váy dài màu lam. Nữ tử váy lam chứng kiến nam tử này, mi có chút nhăn lại. Mạc Hà, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi cũng là tới giết Dương Diệp. Sắc mặt Mạc Hà tái xanh. Ngươi là tới giết Dương Diệp. Nữ tử váy lam khẽ gật đầu. Như thế nào, ngươi cũng vậy. Mạc Hà hít sâu một hơi, sau đó nói. Vân Thủy, đi theo ta, lập tức. Có ý tứ gì?
nữ tử váy lam cau mày. Mạc Hà đi đến trước mặt nữ tử váy lam, sau đó vô cùng chân thành nói. Tin tưởng ta, hiện tại đi theo ta, nhanh. Dương Diệp đáng sợ, nữ tử váy lam không biết, nhưng hắn biết rõ. Đừng nhìn đám người trước mắt ở trên số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đối với Dương Diệp, loại người này đến thêm 1.000 người cũng không có tác dụng. Bởi vì đối với Dương Diệp mà nói, giết những người này, nhất định là một kiếm một cái đầu người. Nữ tử váy lam nhìn Mạc Hà, sau đó nói. Ngươi rất sợ Dương Diệp này. Mạc Hà chân thành nói. Vân Thủy, ngươi không phải đối thủ của hắn, nghe ta một lần, được không? Nữ tử váy lam nhìn Mạc Hà. Ngươi biết vì cái gì ta không thích ngươi không? Biểu lộ của Mạc Hà cứng đờ, đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử váy lam lại nói. Bởi vì ngươi làm việc luôn bó tay bó chân, cái này không dám làm, cái kia cũng không dám làm. Lý Vân Thủy ta yêu thích nam nhân, là anh hùng. Mà ngươi, quá mềm yếu. Mạc Hà cười khổ, sau đó nói. Ta biết, những cái này ta đều biết, nhưng Vân Thủy, lúc này đây ngươi nghe ta một lần được không? Chỉ cần ngươi theo ta rời khỏi, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ không đến quấn ngươi nữa. Thật sự, tính toán ta cầu ngươi, được không? Trong mắt nữ tử váy lam hiện lên vẻ xem thường, nàng không có để ý Mạc Hà nói, chỉ nhìn về phía nam tử đầu chọc. Cố huynh, động thủ chưa? Nam tử đầu chọc nhìn Mạc Hà, sau đó nói. Lý cô nương, lựa chọn của ngươi đúng, loại nam nhân này làm sao xứng với ngươi? Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp ngồi xếp bằng, sau đó nhe răng cười nói. Các huynh đệ, thời khắc cải biến vận mệnh đến, giết cho ta. Nói xong. Hắn dẫn đầu vào tới. Mà những người ở sau lưng hắn cũng đi theo lao tới, nữ tử váy lam cũng như thế. Trong mắt Mạc Hà hiện lên vẻ hung ác, sau một khắc, hắn cũng vào tới. Ở đây không có người đơn giản, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bao vây Dương Diệp lại. Đáng giá nhắc tới là nam tử đầu chọc kia, tuy mới đầu là hắn xông lên phía trước nhất, nhưng thời điểm mọi người bắt đầu xông, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại, bởi vậy xông lên phía trước nhất. Biến thành người khác. Ngay thời điểm người ở trước nhất tới cách Dương Diệp nửa trượng, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau một khắc, một thanh kiếm xuyên qua mi tâm người nọ, thoáng qua, người nọ bị một phân thành hai. Một màn này, phát sinh quá đột ngột, trong chàng rất nhiều người còn không có phục hồi tinh thần lại, mà lúc này, chuôi kiếm này xuất hiện ở trước mi tâm một người được, không có bất kỳ ngoài ý muốn, trường kiếm xuyên qua mi tâm, thoáng qua, một cái đầu bay ra ngoài. Cứ như vậy, ở dưới tình huống tất cả mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, trong chàng đã có 10 người đầu rơi xuống đất. Một kiếm một cái đầu người, Dương Diệp cũng không có thi triển nhất kiếm sát na, những người này, còn không đáng hắn thi triển nhất kiếm sát na, hắn đơn giản là một kiếm, một hơi 10 kiếm, kiếm kiếm điệp ra. Những kiếm điệp ra này, uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, có lẽ đối với cường giả chân cảnh tạo không ra uy hiếp quá lớn, nhưng những người này tuyệt đối không ngăn được. Thời điểm rất nhiều người phục hồi tinh thần lại, trong chàng đã có 20 người đầu rơi xuống đất. Giờ khắc này, mọi người sợ hãi. Chân chính sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ biết rõ, người mình muốn giết khủng bố cỡ nào, cái này vốn không phải là bọn họ có thể chống cự. Giờ khắc này, bọn họ cũng hiểu rõ, vì sao Dương gia ra giá lớn như vậy. Trong nội tâm rất nhiều người, chỉ có ý nghĩ này. Nam tử đầu chọc dẫn đầu bắt đầu trốn trước, nhưng lúc này, Dương Diệp nhìn về phía hắn, sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử đầu chọc, sắc mặt nam tử đầu chọc đại biến, hắn phản ứng cực nhanh, đại đao trong tay mạnh mẽ bổ về phía Dương Diệp một phát. Đao vừa tới vị trí cách đỉnh đầu Dương Diệp hơn 10 cm, đao đột nhiên gãy thành hai đoạn, ngay sau đó, một thanh kiếm xuyên qua mi tâm hắn. Hai mắt nam tử đầu chọc trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn không nghĩ tới mình ngay cả một kiếm của Dương Diệp cũng tiếp không được. Dương Diệp nhìn nam tử đầu chọc. Cải biến vận mệnh, đích thực, kiếp sau đầu thai tốt, làm lại từ đầu, cũng là cải biến vận mệnh. Nói xong, cổ tay Dương Diệp khẽ động. Đầu đối phương trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm gọt bay đầu nam tử đầu chọc, Dương Diệp cũng không có đình chỉ, bởi vì xung quanh rất nhiều người đều đang lẩn trốn. Hắn không có buông tha những người này. Hắn làm sao lại buông tha những người này? Những người này đều là tới giết hắn. Thử hỏi nếu như hắn không có thực lực, những người này sẽ bỏ qua hắn sao? Hơn nữa, hắn tin tưởng, cho dù hắn buông tha những người này,
ngày sau những người này nếu có cơ hội, khẳng định còn có thể tới giết hắn. Cái này là nhân tính. Còn nữa, nhân từ với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Trong tràng, đồ sát bắt đầu. Nếu như ngay từ đầu, những người kia đồng lòng đối phó Dương Diệp, tuy Dương Diệp sẽ không chết, nhưng khẳng định cũng không cách nào làm được nhẹ nhõm miểu sát bọn chúng. Nhưng những người này đều là tạm thời tụ tập lại, làm sao có thể đồng lòng. Một kiếm một cái đầu người. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy lam đã ở bên ngoài mấy ngàn trượng, phát giác được ánh mắt Dương Diệp, sắc mặt nữ tử váy lam trong nháy mắt trắng bệch, vừa rồi nàng đã nhìn thấy. Dương Diệp nhìn ai, trên cơ bản người đó phải chết. Quả nhiên, nàng đã cảm thấy khí tức tử vong. Một thanh kiếm lấy tốc độ mắt thường không thể gặp xuất hiện ở sau lưng nữ tử váy lam. Hai mắt nữ tử váy lam đóng lại. Thoáng qua, âm thanh kiếm vào thịt vang lên. Nhưng nữ tử váy lam lại mở mắt, mình không có chết. Nàng xoay người, chỉ thấy trước mặt nàng, chẳng biết lúc nào đứng một nam tử này là Mạc Hà, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đang cắm ở mi tâm Mạc Hà. Nữ tử váy lam ngây dại. Trước mặt Mạc Hà, Dương Diệp nhìn Mạc Hà mấy hơi, sau đó nói. Ngươi sớm có dự mưu. Nam tử này căn bản không có khả năng thấy rõ tốc độ của hắn, chỉ có một giải thích. Chính là thời điểm hắn nhìn về phía nữ tử váy lam, đối phương liền trực tiếp ngăn cản qua. Máu tươi không ngừng từ mi tâm Mạc Hà chảy xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt hắn biến thành mặt máu, nhưng ánh mắt hắn lại không có nhắm lại, mà nhìn Dương Diệp nói. Ta, dùng mạng của ta đổi mạng nàng được không? Dương Diệp nhìn Mạc Hà hồi lâu, sau đó nói. Được. Nghe vậy, khóe miệng Mạc Hà lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn cứng ngắc. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn đã không còn sắc thái. Kiếm thu, Dương Diệp xoay người rời đi. Thi thể Mạc Hà ngã xuống, nhưng bị nữ tử váy lam tiếp được. Nữ tử váy lam ngơ ngác nhìn Mạc Hà, giống như mất hồn. Vì cái gì? Lúc này, Dương Diệp ngừng lại, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn nói. Bởi vì hắn yêu ngươi đến mức vượt qua sợ hãi đối với tử vong. Nói xong. Dương Diệp ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào. Đúng lúc này, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, ngay sau đó, Dương Liêm Xương cho hắn quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn, khi thấy nội dung trên quyển trục, khóe miệng Dương Diệp mỉm cười, nụ cười này có chút dữ tợn. Dương gia cho thù lao giết hắn, tăng gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Gấp 5 lần. Là khái niệm gì? Ý nghĩa, Dương gia cho ra những thù lao kia. Coi như là Dương gia khẳng định cũng sẽ xuất huyết. Chân chính xuất huyết. Bất kể là huyền bảo, huyền kỹ, hay công pháp chân cảnh, coi như là ở Dương gia cũng cực kỳ hy hữu. Đặc biệt là chân linh quả, chỉ sợ coi như là cường giả chân cảnh của Dương gia cũng rất khó đạt được. Mà bây giờ, Dương gia một hơi lấy ra 10 trái đến đuổi giết Dương Diệp. 10 trái chân linh quả. Cái này đã đủ để cho vô số thế gia cùng cường giả chân cảnh động tâm. Mà đây cũng là mục đích của Dương gia, bọn họ đề cao thù lao gấp 5 lần, mục đích tự nhiên là hy vọng có thể hấp dẫn cường giả chân chính, còn có các thế gia. Một khi những cường giả chân chính cùng thế gia kia động thủ, Dương Diệp sẽ cực kỳ khổ sở, ở dưới trọng thường, tất có dũng phu. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nổi lên nụ cười. Muốn chơi, phụng bồi đến cùng. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Mà ở phía sau hắn. Lại thêm hơn 100 đầu người. Cách đó không xa, nữ tử váy lam kia đột nhiên ôm lấy thi thể Mạc Hà, sau đó đi đến xa xa, đi một hồi, nàng đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao không cho thế nhân biết rõ? Nếu để cho thế nhân biết rõ, thế nhân sẽ không tới giết ngươi, cũng sẽ không có nhiều người chết như vậy. Trong giọng nói của nữ tử mang theo oán trách, nếu như nàng sớm biết thực lực của Dương Diệp nghịch thiên như thế, cho dù đến thêm 100 người nàng cũng sẽ không đi theo. Dương Diệp nhìn nữ tử. Theo như ngươi nói, hết thảy đều tại ta. Nữ tử váy lam trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ngươi nên để thế nhân biết rõ thực lực của ngươi. Dương Diệp nói. Ta bây giờ không phải đang làm như vậy sao? Để thế nhân biết rõ thực lực của ngươi, không nhất định phải giết người. Nữ tử váy lam nói. Dương Diệp nhìn nữ tử váy lam. Ngươi nên hiểu rõ, là các ngươi muốn tới giết ta, mà không phải ta đi giết các ngươi.
ta là phòng vệ chính đáng, ta là hợp pháp, hiểu chưa? Nữ tử váy lam nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Loại người như ngươi, sống không được lâu đâu. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ mi tâm của nữ tử váy lam, Dương Diệp nhìn nữ tử. Ngươi có thể cùng người khác đi giết ta đổi bảo, cái này chứng minh, ngươi cũng không phải loại tốt lành gì. Cho nên, đừng lên mặt với ta, không giết ngươi, là vì nam nhân trong ngực ngươi, mà không phải ngươi. Quãng đời còn lại hảo hảo cảm kích hắn đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, đi hai bước, thanh âm của hắn lại truyền tới. Trong ba hơi, còn để ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ hợp táng các ngươi ở cùng một chỗ. Ba hơi ề sau, nữ tử váy lam đã biến mất. Sự thật chứng minh, Dương Diệp không phải loại người thương hương tiếc ngọc, nữ tử váy lam không muốn chết, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đối kháng Dương Diệp. Dưới tường thành, Dương Diệp nhìn mấy trăm đầu người, trầm mặc không nói. Những cái này, không phải chấm dứt, mà là bắt đầu. Dương gia sẽ không dễ dàng buông tha hắn, Dương gia khẳng định còn có hậu thủ. Mà khi hậu thủ này xuất hiện, tuyệt đối là mưa to gió lớn. Bởi vì Dương gia đối với thực lực của hắn cơ bản đã hiểu rõ, cho nên đối phương ra tay lần nữa, tuyệt đối là đã chuẩn bị vạn toàn, sẽ không cho hắn một chút cơ hội. Về phần cùng Dương gia hòa hảo. Đừng nói giỡn, Dương gia sẽ không hòa hảo với hắn, cũng không dám. Hiện tại hắn đối với Dương gia uy hiếp còn có hạn, một khi hắn chân chính lớn lên, khi đó Dương gia ở trước mặt hắn cũng sẽ run rẩy. Cho nên Dương gia sẽ không để cho hắn lớn lên. Mà chính hắn cũng sẽ không cùng Dương gia hòa hảo, lúc trước Dương gia làm những chuyện kia, hắn cả đời sẽ không quên. Nợ máu, phải trả bằng máu. Vào đêm, trong bầu trời đêm, một vòng trăng sáng treo cao, ánh bạc rơi xuống, đại địa như phủ một tầng lụa mỏng. Dưới thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng, phảng phất như chìm vào giấc ngủ. Trên thành, như trước đứng đầy người, những người kia không có rời đi. Dương Diệp còn ở đây, bọn họ sẽ không đi. Bởi vì Dương gia tăng thù lao gấp 5 lần, bởi vậy toàn bộ thế giới, rất nhiều cường giả giờ phút này đều chạy về phía kiếm tiên thành. Đúng lúc này, trên tường thành đột nhiên có người nói. Có người đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mượn nhờ ánh trăng. Ở bên ngoài mấy ngàn trượng, mọi người gặp được một nam tử cùng một nữ tử. Nam tử cùng nữ tử đều cực kỳ trẻ tuổi, xem ra chỉ hơn 20 tuổi, nam tuấn tú nữ mỹ lệ. Sau một khắc, sắc mặt mọi người trên tường thành thay đổi. Bởi vì nam tử cùng nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở các Dương Diệp 10 trượng. Tất cả mọi người không thấy rõ nam tử cùng nữ tử là làm sao xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong tràng, Dương Diệp mở mắt. Hắn nhìn nam tử cùng nữ tử, rất nhanh, hắn đứng lên. Nam tử đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chính là Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu. Phải. Lúc này, nam tử nhìn những đầu người sau lưng Dương Diệp, sau đó nói. Đều là ngươi giết. Dương Diệp nhìn nam tử cùng nữ tử một cái, sau đó nói. Nếu như là tới giết ta, thì động thủ đi, mọi người đừng lãng phí thời gian. Nếu như không phải tới giết ta, thấy không, cửa thành đang ở đó. Nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhìn về phía nữ tử. Sư tỷ, người tới hay ta đến? Nữ tử thản nhiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tùy tiện. Nam tử khẽ gật đầu. Vậy thì ta đến đi. Nữ tử nói. Cẩn thận một chút, nam tử cười cười. Hiện tại người trẻ tuổi A, có chút bổn sự liền bắt đầu hung hăng càn quấy. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết, chút bổn sự ấy của mình yếu như thế nào. Như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thiên cũng chỉ lớn như miệng giếng. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Nói chính là ngươi. Xa xa, Dương Diệp không nói gì, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thời điểm hắn biến mất, nam tử biến sắc, bởi vì một thanh kiếm đã đi tới mi tâm hắn. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang, ngay sau đó. Nam tử xuất hiện ở hơn mấy trăm trượng, mà Dương Diệp vẫn còn đứng ở tại chỗ. Dương Diệp nhìn nam tử, ở chỗ mi tâm đối phương xuất hiện một cái thuẫn nhỏ nhỏ màu vàng kim, vừa rồi một kiếm kia của hắn, chính là bị kim thuẫn này ngăn trở. Xa xa, thần sắc của nam tử cùng nữ tử vô cùng nghiêm trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết môn đạo, vừa rồi một kiếm của Dương Diệp làm cho bọn họ biết rõ, bọn họ đánh giá thấp Dương Diệp. Lúc này,
Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm đi về phía nam tử. Trong mắt nam tử đã không còn khinh thị Dương Diệp, vậy hắn thật sự cách cái chết không xa. Đương nhiên, giờ phút này cách cũng không xa bao nhiêu. Đúng lúc này, sắc mặt hắn lần nữa đại biến, cùng lúc đó, kim thuẫn ở mi tâm đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng sáng chói. Theo một tiếng nổ vang, nam tử ở trong ánh mắt của mọi người, lần nữa bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nhưng Dương Diệp vẫn còn đi tới, phảng phất như mới vừa rồi hắn không có xuất thủ qua. Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Tốc độ của ngươi sao có thể nhanh như vậy? Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn nam tử. Ngươi đoán a? Nam tử đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử đột nhiên nói. Cẩn thận! Giọng nói của nữ tử vừa dứt, trong tràng liền vang lên thanh âm nổ vang, ngay sau đó, nam tử kia lần nữa bị đẩy lui đến ngoài ngàn trượng. Mà giờ khắc này, Kim Thuẫn đã xuất hiện vết rạn. Thời điểm nam tử chứng kiến Kim Thuẫn xuất hiện vết rạn, sắc mặt hắn trong nháy mắt chìm xuống. Kim Thuẫn này, là bảo vật chân cảnh a. Nhưng bây giờ bị Dương Diệp mấy kiếm đánh rách tả tơi. Nam tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, thời điểm hắn nhìn về phía Dương Diệp, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ mi tâm hắn. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử lần nữa xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Kim Thuẫn đã ầm ầm nổ tung thành từng mảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc ra. Đúng lúc này, Dương Diệp nhìn về phía nam tử, khi thấy Dương Diệp nhìn tới, sắc mặt nam tử trắng bệch. Lúc này đây, hắn lấy cái gì ngăn cản một kiếm kia của Dương Diệp? Kính xin hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cường giả chân cảnh. Lão giả nhìn Dương Diệp ôm quyền. Sau đó nói, Dương thiếu gia, tại hạ trưởng lão Lý gia, hai tiểu gia hỏa này là thiếu gia cùng tiểu thư của Lý gia ta, lúc này đây bọn họ đến tìm Dương thiếu gia, Lý gia ta hoàn toàn không biết tình hình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, kính xin Dương thiếu gia cho Lý gia một chút tình mọn, bỏ qua cho hai tiểu gia hỏa này. Lý gia một trong bát đại thế gia. Dương Diệp nhìn lão giả. Sau đó lại nhìn nam tử cùng nữ tử kia nói. Hiện tại người trẻ tuổi A, có chút bổn sự liền bắt đầu hung hăng càn quấy. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết, chút bổn sự ấy của mình yếu như thế nào. Như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng trời chỉ lớn như miệng giếng. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Xa xa, sắc mặt nam tử kia vô cùng khó coi, bởi vì những lời Dương Diệp nói này, đúng là hắn vừa nói. Nhưng hắn là dùng miệng nói. Còn Dương Diệp thì dùng sự thật nói. Nhìn thấy Dương Diệp nể tình, trong lòng lão giả kia an tâm, sau đó nói. Đa tạ Dương thiếu gia, ngày sau có cơ hội, kính xin Dương thiếu gia đến Lý gia làm khách. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía nam tử cùng nữ tử kia. Từ nay về sau, trong vòng 5 năm, các ngươi không được ra Lý gia. Nói xong, tay phải hắn vung lên, ba người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng Dương Diệp đang muốn ngồi xếp bằng, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn về phía xa, cách đó không xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử quần trắng. Nữ tử mặc quần trắng, tư thái thon dài, mái tóc như thác, ở trên mặt nàng đeo một khăn lụa màu trắng, bởi vậy nhìn không ra dung mạo. Mà ở bên hông nàng thì treo hai thanh kiếm. Nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp, rất nhanh, nữ tử đi tới cách Dương Diệp 10 trượng. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngay sau đó tay phải nàng đưa ra ngoài. Đưa đồ vật cho ta. Dương Diệp. Dương Diệp có chút mộng. Bởi vì hắn có thể để xác định, hắn tuyệt đối không biết nữ nhân trước mắt này. Dương Diệp đánh giá nữ tử một chút, sau đó nói. Ta thiếu nợ ngươi cái gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Ngươi cầm thứ không thuộc về ngươi. Dương Diệp cau mày. Vị cô nương này, ngươi có thể nói rõ sự tình một chút hay không? Kiếm gỗ. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Thanh kiếm gỗ kia, không thuộc về ngươi. Kiếm gỗ. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, hắn không nghĩ tới, nữ tử này dĩ nhiên là đến đòi kiếm gỗ kia là của nữ tử này. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Kiếm gỗ là ta đạt được ở Vũ Gia. Nữ tử nói. Là tổ tiên bí tông ta gửi ở Vũ Gia. Dương Diệp lắc đầu. Vu khống. Nữ tử nói. Để nó đi ra, ngươi sẽ biết được. Dương Diệp nhìn nữ tử một chút, nghĩ nghĩ, hắn kêu Tiểu Bạch ra,
mà ở trong móng vuốt của Tiểu Bạch, đúng là thanh kiếm gỗ. Hiện tại Tiểu Bạch là chơi kiếm chơi nghiện rồi, mỗi ngày kiếm không rời chảo. Sở dĩ hắn phối hợp nữ tử này, là vì hắn cũng muốn biết lai lịch của kiếm gỗ. Đương nhiên, nếu như kiếm gỗ cuối cùng lựa chọn theo nữ tử, hắn cũng sẽ không tiếc hận gì. Hiện tại, hắn không chỉ không dễ dàng sử dụng ngoại vật, càng không thể ở trong lòng có ỷ lại đối với ngoại vật. Hơn nữa, hắn tin tưởng, kiếm gỗ sẽ không chọn đi theo nữ tử này. Nói giỡn, kiếm gỗ cùng Tiểu Bạch quan hệ vô cùng thân thiết, phải nói kiếm gỗ đối với Tiểu Bạch là nói gì nghe nấy, hơn nữa còn có Hồng Mông Tháp, trừ khi chủ nhân chân chính của kiếm gỗ hiện thân, bằng không thì kiếm gỗ sẽ không chọn rời khỏi. Sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hai móng ôm cổ Dương Diệp, dùng đầu mình nhẹ nhàng cọ cái cằm hắn. Một bên, ánh mắt nữ tử vốn rơi vào trên kiếm gỗ, nhưng lúc này, nàng nhìn không được nhìn Tiểu Bạch một cái. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía kiếm gỗ trôi nổi ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, nàng kia đột nhiên kết thủ ấn kỳ dị, rất nhanh, một âm thanh long ngâm vang lên. Thời điểm long ngâm vang lên, kiếm gỗ đột nhiên bay tới trước mặt nữ tử nhẹ nhàng rung động. Tiểu Bạch nhìn một màn này, con mắt nháy nháy. Lúc này, nữ tử nhìn kiếm gỗ, môi son khẽ mở, giống như đang nói cái gì. Mà kiếm gỗ thì nhẹ nhàng rung động, hình như là đang trao đổi với nữ tử. Một lát sau, kiếm gỗ đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, thoáng qua, nó bay về trước mặt Tiểu Bạch, bắt đầu cùng Tiểu Bạch trao đổi. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên bắt được kiếm gỗ, ôm nó vào trong lòng, nàng hầm hầm nhìn nữ tử, một bộ ta muốn cùng ngươi dốc sức liều mạng. Dương Diệp nhíu mày, sau đó hắn ôm Tiểu Bạch vào trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch như tìm được cứu tinh, bắt đầu vung vẩy tiểu chảo, vừa vung vẩy vừa chỉ nữ tử quần trắng. Một lát sau, Dương Diệp đã minh bạch. Kiếm gỗ muốn đi theo nữ tử này. Dương Diệp nhìn về phía kiếm gỗ, hắn không nghĩ tới, kiếm gỗ lại muốn đi theo nàng kia. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử quần trắng kia. Tại sao nó phải đi theo ngươi? Nữ tử quần trắng nhìn Dương Diệp, cuối cùng lại nhìn về phía Tiểu Bạch, sau đó nói. Các ngươi không lưu được nó, bởi vì nó phải đi hoàn thành sứ mạng của mình. Sứ mạng? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử quần trắng nói. Nó ở lại thế gian này, là vì có sứ mạng. Hiện tại, chúng ta cần nó. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, sau đó tiểu chảo của nàng vung vẩy rất nhanh. Tiểu Bạch ý tứ rất rõ ràng, nàng không muốn kiếm gỗ rời khỏi. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Bạch, đang muốn nói chuyện, lúc này kiếm gỗ đột nhiên run lên. Một lát sau, con mắt Tiểu Bạch sáng ngời, nàng nhìn về phía Dương Diệp, tiểu chảo huy động. Một lát sau, Dương Diệp cau mày nói. Nó nói để cho chúng ta cùng đi, sau đó chờ nó hoàn thành sứ mạng, nó sẽ theo ngươi. Tiểu Bạch gật đầu, như gà con mổ thóc. Dương Diệp do dự, sau đó nói. Hiện tại chúng ta không đi được. Sự tình Dương gia còn không có giải quyết, hắn căn bản không cách nào đi địa phương khác. Nghe được Dương Diệp nói, trong mắt Tiểu Bạch lập tức bốc lên sương mù, một bộ ta sẽ khóc cho ngươi xem. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Tiểu gia hỏa này. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử, sau đó nói. Rất gấp sao? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Rất ngạc nhiên, nó vậy mà nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi. Dùng lệ khí cùng sát tính trên người ngươi, nó có lẽ rất bài xích ngươi mới phải. Nhân cách mị lực. Dương Diệp chân thành nói. Biết cái gì gọi là nhân cách mị lực không, là nhân cách mị lực của ta chinh phục nó. Nữ tử lạnh nhạt nói. Vô sỉ ngược lại là có, về phần mị lực, ta không cảm giác đến. Dương Diệp. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Tiếp ta một kiếm. Dương Diệp khó hiểu. Vì cái gì? Nữ tử nói, để ta nhìn ngươi có tư cách đi theo nó về bí tông hay không. Dương Diệp nhìn nữ tử, sau đó khẽ gật đầu. Được thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cực kỳ hiểu chuyện, ôm kiếm gỗ chui vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Đến đây đi. Hắn cũng không có chủ quan, cũng không dám khinh thường, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy cảnh giới cùng khí tức của nữ tử này. Hơn nữa nữ tử này có quan hệ với kiếm gỗ, đối phương sao có thể là một người đơn giản. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó bước ra một bước, rất khanh,
hai cánh tay nàng đặt ở trên hai chuôi kiếm bên hông. Nữ tử nhìn Dương Diệp, sau một khắc, môi son nàng khẽ mở. Phân thiên địa. Nói xong, hai thanh kiếm bên hông nàng đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong tràng đột nhiên vang lên âm thanh nứt vỡ, thanh âm này, phảng phất như vải bị xé rách. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đột nhiên liên tục lùi lại, rất nhanh, Dương Diệp lui đến sát tường thành. Toàn bộ kiếm tiên thành run lên kịch liệt. Cùng lúc đó, ở trước mặt Dương Diệp cùng nữ tử, có một vết nứt không gian, vết nứt không gian này từ dưới đất đến đám mây trên chân trời, giống như không gian liên tiếp thiên địa bị xé rách. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ở khóe miệng Dương Diệp, có một vết máu chảy ra. Dương Diệp thất bại. Trong tràng, trong đầu mọi người xuất hiện ý nghĩ này. Lúc này, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ tử quần trắng. Ngươi cũng tới tiếp ta một kiếm. Nói xong, xa xa nữ tử quần trắng cau mày, sau một khắc, hai thanh trường kiếm bên hông nàng lần nữa ra khỏi vỏ. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang, ở trong ánh mắt của mọi người, nữ tử quần trắng kia xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Nữ tử quần trắng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Một kiếm này tên gì? Dương Diệp nói. Sát na nhất kiếm. Sát na. Nữ tử quần trắng khẽ gật đầu. Rất mạnh, còn có không gian phát triển rất lớn. Dương Diệp cầm kiếm đi tới cách nữ tử quần trắng không xa, sau đó nói. Làm sao đi bí tông? Nữ tử quần trắng có chút trầm ngâm, sau đó tay phải lật lên, một viên đá màu lam xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bóp nát cái này, sẽ có một cái truyền tống trận xuất hiện, đến lúc đó ngươi tiến vào trong đó, sẽ tới bí tông. Nói xong, quần trắng nữ tử không có nói nhảm, xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn viên đá màu lam trong tay, sau đó thu vào. Kỳ thật, theo như tính cách của hắn, hắn là không muốn đi bí tông gì kia. Nhưng vì Tiểu Bạch, hắn nguyện ý đi, cùng lắm thì đến lúc đó nếu như sự tình quá phiền toái, hắn mang theo Tiểu Bạch cùng kiếm gỗ trốn là được. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn chạy trốn, 10 tên chân cảnh cũng ngăn không được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, bắt đầu khôi phục huyền khí. Vừa rồi một kiếm kia, tiêu hao hắn quá nhiều huyền khí. Tuy sát na nhất kiếm mạnh, nhưng tiêu hao huyền khí cũng mạnh, cũng may có Tiểu Bạch, bằng không thì hắn căn bản không dám đứng ở chỗ này đợi. Đêm, dần dần biến mất. Rất nhanh, phía chân trời xuất hiện ngân quang, ánh mặt trời rơi vào trên người Dương Diệp. Đêm nay, kỳ thật cũng không bình tĩnh. Sau khi nữ tử quần trắng rời đi, còn có rất nhiều người đi tới dưới tường thành. Nhưng đầu những người kia cơ bản đều được bày ở dưới tường thành. Chỗ đó, hiện tại xếp ít nhất 500 cái đầu, nếu như đến gần nhìn, quả thực là một núi nhỏ. Trong những người này, cũng có chút ít nhìn thấy những đầu người kia, quyết đoán lựa chọn xoay người rời đi. Những người này, đi vô cùng quyết đoán. Đối với những người này, Dương Diệp không có đuổi giết đối phương, nhưng người xuất thủ với hắn, hắn không có hạ thủ lưu tình. Toàn bộ giết chết hầu như không còn. Cũng chính bởi vì như thế, lúc trời sáng, trước mặt Dương Diệp đã biến thành màu đỏ. Đó là máu tươi nhuộm đỏ. Trên tường thành, những người kia còn không có đi, bọn họ vẫn còn chờ, chờ người tới giết Dương Diệp. Đối với bọn hắn mà nói, đây chính là cơ hội xem cuộc vui ngàn năm khó gặp. Bọn họ hy vọng chứng kiến càng nhiều người hơn nữa đến giết Dương Diệp, cũng hy vọng chứng kiến giết càng nhiều người hơn nữa. Tâm lý xem cuộc vui. Mỗi người đều có. Thời gian từng chút vượt qua, giữa trưa, chân trời xa xa đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, một nam tử hoa bào xuất hiện. Thoáng qua, nam tử hoa bào xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Nam tử mặc cẩm bào tím, từ bên ngoài đến xem, chỉ 2526 tuổi, dung mạo của hắn bình thường, nhưng cả người lại có một cỗ khí chất bình tĩnh. Là hắn, trời ạ, dĩ nhiên là hắn. Hắn vậy mà tới giết Dương Diệp. Lúc này, trên tường thành đột nhiên có người kinh hô. Là ai? Trên tường thành, có người hỏi. Ngân Hà bảng thứ hai, Doanh Mục. Có người nói. Hắn chính là thế tử Doanh gia Doanh Mục, thiên tài thứ hai trên Ngân Hà bảng. Doanh gia. Người tới chính là Doanh gia thế tử Doanh Mục. Trên tường thành, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới.
ngay cả Doanh gia thế tử cũng đến, long tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu chân chính. Tuy bọn họ không rõ ràng lắm thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng từ Dương Diệp bày ra thực lực đến xem, thực lực của Dương Diệp cực kỳ mạnh. Mà Doanh Mục cũng không phải hạng người bình thường, đối phương không chỉ là Doanh gia thế tử, còn là thứ hai trên ngân hà bảng. Có thể tưởng tượng, nếu hai người giao thủ, đây tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Trong tràng, Dương Diệp đứng lên. Người trên tường thành nói hắn đã nghe thấy, hắn cũng không nghĩ tới Doanh gia thế tử sẽ đến. Không lâu trước, Doanh gia ta có một người chết trong tay ngươi, đúng không? Doanh Mục đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đích thực là như vậy. Doanh Mục bước ra một bước, nhìn thẳng Dương Diệp. Người Doanh gia ta, ngươi cũng dám giết. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn Doanh Mục. Lão tử chính là giết, ngươi cắn ta. Nghe vậy, trong mắt Doanh Mục hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, sau một khắc, cả người hắn biến mất ở tại chỗ. Mà thời điểm hắn biến mất, Dương Diệp cũng biến mất ngay tại chỗ. Hai người vừa mới biến mất, trong tràng liền vang lên tiếng nổ đi đùng, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp cùng Doanh Mục từng người lùi lại, rất nhanh, Dương Diệp thối lui đến dưới tường thành, mà Doanh Mục thì thối lui đến ngoài ngàn trượng. Mà ở trong tay Doanh Mục, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây côn sắt. Doanh Mục nhìn côn sắt trong tay, trên côn sắt, nhiều hơn một vết kiếm. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có chút bổn sự, khó trách dám kiêu ngạo như vậy. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất. Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, không chỉ trên mặt đất, giờ khắc này, toàn bộ kiếm tiên thành cũng cảm giác run rẩy. Mượn nhờ trên mặt đất truyền đến lực lượng, Doanh Mục trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, côn sắt trong tay hắn mạnh mẽ đập xuống đầu Dương Diệp. Không có thi triển bất luận huyền kỹ gì, chỉ đập đơn giản. Nhưng cái đập này, lại tựa như có lực lượng vô tận, không gian xung quanh Dương Diệp bị lực lượng cường đại trong đó đánh rách tả tơi. Hắn đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, côn sắt trong tay mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp. Côn ra, kiếm đã tới. Kiếm của Dương Diệp đâm lên đỉnh côn sắt, trong chốc lát, một âm thanh nổ vang ầm ầm vang vọng. Hai người bị lực lượng chấn liên tục lùi lại, nhưng Dương Diệp lui không đến mấy trượng liền ngừng lại, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Doanh Mục. Kiếm côn vừa mới tiếp xúc. Theo một tiếng nổ vang lên, Doanh Mục bay ngược về, mà mặt đất dưới chân Dương Diệp lại sụp đổ trọn vẹn tầm hơn 10 trượng. Tất cả lực lượng đều cởi đến trên mặt đất, bởi vậy toàn bộ đại địa sụp đổ. Dương Diệp nhìn Doanh Mục. Doanh Mục này cũng ngộ chân. Một kích này của đối phương, không có bất kỳ đồ vật hoa lệ, chính là lực lượng thuần túy. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định tiếp không được một kích này. Xa xa, Doanh Mục nhìn Dương Diệp thật sâu, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể nhẹ nhõm tiếp được một kích này của hắn. Hắn đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, côn sắt trong tay mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp. Côn ra, kiếm đã tới. Kiếm của Dương Diệp đâm lên đỉnh côn sắt, trong chốc lát, một âm thanh nổ vang ầm ầm vang vọng. Hai người bị lực lượng chấn liên tục lùi lại, nhưng Dương Diệp lui không đến mấy trượng liền ngừng lại, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Doanh Mục. Kỳ thật một màn này, rất nhiều người căn bản không có trông thấy, bất kể là tốc độ của Dương Diệp, hay tốc độ của Doanh Mục. Đều đã đạt đến cực hạn, bởi vậy rất nhiều người trong tràng căn bản nhìn không thấy. Nhìn thấy Dương Diệp vọt tới, sắc mặt Doanh Mục hơi đổi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp nhanh như vậy liền hóa giải lực lượng của hắn. Không kịp nghĩ nhiều, cổ tay hắn khẽ động, trong chốc lát, vô số côn ảnh xuất hiện ở trước mặt. Mà lúc này, kiếm đến. Tất cả côn ảnh ầm ầm tiêu tán, ngay sau đó, cả người Doanh Mục bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà hắn vừa dừng lại. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, rất nhanh, một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm. Trong mắt Doanh Mục hiện lên lệ khí, hai tay của hắn nắm côn sắt đập xuống. Két sát. Theo một tiếng nổ vang lên, không gian chung quanh hai người giãn nứt ra, cùng lúc đó, Dương Diệp và Doanh Mục lần nữa lùi ra. Ngay lập tức, Dương Diệp ngừng lại. Nhìn Doanh Mục còn đang lùi lại, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười, sau một khắc, người đã xuất hiện ở trước mặt Doanh Mục. Kiếm ra.
Đồng tử của Doanh Mục hơi co lại, Dương Diệp căn bản không để cho hắn cơ hội thở dốc a. Không có nghĩ nhiều, hai tay Doanh Mục nắm lấy côn sắt chắn trước mặt. Hắn không có nện, bởi vì nện, sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ, mà năng lực hóa giải lực lượng của Dương Diệp lại mạnh hơn hắn, nếu như hắn tiếp tục liều như vậy, chịu thiệt nhất định là hắn, cho nên hắn ngăn cản. Hắn vừa đỡ, đã bị Dương Diệp đẩy lui gần 2.000 trượng, nhưng hai chân hắn còn chưa rơi xuống đất, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt, thoáng qua, giống như trước kia, một mũi kiếm đã đi. Tới mi tâm, nhanh đến mức tận cùng. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt của mọi người, Doanh Mục bị Dương Diệp đè đánh, không đến mấy hơi, Doanh Mục đã bị Dương Diệp bức lui vạn trượng. Mà Doanh Mục ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoài nghi Doanh Mục. Hoài nghi hắn có phải Doanh gia thế tử thật hay không, hoài nghi hắn có phải Ngân Hà bảng xếp hạng thứ hai hay không. Trong lòng mọi người, năm thứ hạng của Ngân Hà bảng đều là tồn tại như thần. Mà bây giờ, Doanh Mục ở trước mặt Dương Diệp ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Trong tràng, hai người vẫn còn kịch chiến, nhưng giờ phút này Doanh Mục chỉ có bị động phòng ngự. Tiết tấu của Dương Diệp quá nhanh, đánh Doanh Mục ngay cả cơ hội thở cũng không có. Cứ như vậy, trọn vẹn rằng co gần một phút, đột nhiên trong tràng vang lên tiếng nổ đi đùng, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, một nhân ảnh bay ngược ra. Nhân ảnh này không phải Doanh Mục, mơ cà là Dương Diệp. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Mục, lúc này ở trước mặt Doanh Mục, chẳng biết lúc nào xuất hiện một dị thú hình dạng giữ tê ca ợt. Hình dạng dị thú như hổ, đỉnh đầu có hai cây sừng giống như sừng trâu bén nhọn, mà ở sau lưng nó thì có ba cái đuôi thật dài, cái đuôi kia dài khoảng chừng 5 trượng, mà thân hình của dị thú mới 10 trượng mà thôi. Dương Diệp nhìn tay trái của mình, giờ phút này, tay trái của hắn đã mất đi chi giác. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn dị thú kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đây là cái đồ chơi gì? Đột nhiên, dị thú kia nhìn Dương Diệp gào thét, ngay sau đó, nó trực tiếp thả người nhảy lên, nhào về phía Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cả Doanh Mục. Trong mắt Dương Diệp hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, thoáng qua, chân phải hắn đạp mạnh, cả người hóa thành kiếm quang bắn ra như chớp. Không có lựa chọn trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh, bởi vì dị thú này tốc độ cực kỳ nhanh, không chỉ tốc độ nhanh, hình thể còn lớn, bởi vậy hắn căn bản không cách nào trốn tránh. Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm nổ vang, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, tường thành đột nhiên run lên kịch liệt, thiếu chút nữa sụp đổ. Mọi người nhìn xuống dưới, lúc này Dương Diệp đang ở dưới tường thành, mà ở đỉnh đầu của hắn, có một cái hố hình người. Vừa rồi Dương Diệp đâm vào phía trên này. Cũng may kiếm tiên thành chắc chắn, bằng không thì Dương Diệp va chạm, khả năng trực tiếp đụng sập tường thành. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dị thú này rất mạnh. Lúc này, Doanh Mục đột nhiên cười lạnh nói. Thật buồn cười, Dương Diệp, con thú này chính là hộ gia thần thú của Doanh gia ta Lệ Hổ. Nó trời sinh thần lực, người vậy mà cùng nó liều mạng, thật buồn cười đến cực điểm. Dương Diệp nhìn về phía Doanh Mục. Nguyên lai Ngân Hà bảng thứ hai chính là loại mặt hàng như ngươi, đánh không lại kêu giúp đỡ, chật chật. Mất mặt a. Trên tường thành, rất nhiều người nhìn về phía Doanh Mục, trong mắt cũng mang theo vẻ xem thường. Sâu lâu đánh không lại sau đó gọi giúp đỡ, đây là đáng xấu hổ. Sắc mặt Doanh Mục có chút khó coi, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn khôi phục bình thường, sau đó nói. Dương Diệp, hôm nay ta đến, không phải đến cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi giết người Doanh gia ta, chính là đối địch Doanh gia ta, hôm nay, ta là tới muốn mạng ngươi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, lập tức Lệ Hổ bay thẳng đến Dương Diệp. Mà bản thân hắn cũng tay cầm côn sắt lao về phía Dương Diệp. Cái gì vô sỉ hổ thẹn, chỉ cần hắn giết Dương Diệp, ai còn dám nói hắn vô sỉ. Lịch sử, vĩnh viễn là do người thắng viết. Giúp đỡ. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ cười lạnh, thoáng qua, tay trái hắn vung lên, trong chốc lát, cùng kỳ xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, cùng kỳ bay thẳng đến trước Lệ Hổ. Ở trong ánh mắt của mọi người, cùng kỳ cùng Lệ Hổ đụng vào nhau. Thoáng qua, Lệ Hổ bị đánh bay ra ngoài. Mà Doanh Mục cũng bị Dương Diệp chấn bay hơn ngàn trượng. Xa xa, cùng kỳ cùng Lệ Hổ đại chiến, nhưng giao chiến không đến một hồi, Lệ Hổ đã hoàn toàn bị cùng kỳ áp chế.
Dương Diệp nhìn Cùng Kỳ, thực lực của Cùng Kỳ lại tăng lên không ít. Cái này cũng bình thường, hắn phát triển, Cùng Kỳ khẳng định cũng sẽ phát triển. Đúng lúc này, xa xa Cùng Kỳ đột nhiên bắt được hai cái đuôi của Lệ Hổ, sau đó trực tiếp kéo Lệ Hổ lao về phía Dương Diệp. Con mắt Dương Diệp sáng ngời, không tránh không né, thoáng qua, Cùng Kỳ cùng Lệ Hổ trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Hoàn mỹ! Khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười. Ngươi kéo nó đi đâu rồi? Xa xa, Doanh Mục gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Doanh Mục, đang muốn ra tay, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Doanh Mục. Tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Doanh Mục nhìn về phía lão giả, kinh hô. Lão giả không có để ý Doanh Mục, hắn trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Trong ba tức giao nó ra đây, bằng không thì, lão phu để ngươi sống không bằng chết. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía lão giả kia. Ta thay ngươi đếm A. 1, 2. Thỏa hiệp với Doanh gia. Đương nhiên không được. Dương Diệp rất rõ ràng tính tình của những thế gia này, quen cao cao tại thượng. Ngươi thỏa hiệp với bọn họ sẽ cho rằng ngươi sợ bọn họ, khi đó bọn họ sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên không thể thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, hậu hoạn vô tận. Dương Diệp nhìn lão giả kia, khóe miệng nổi lên nụ cười. 3. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp. Xem ra, giết mấy chân cảnh, liền để ngươi không biết trời cao đất rộng. Nói xong, hắn bước ra một bước, đang muốn ra tay, lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi ly, thoáng qua, cả người biến mất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, còn không có thở một hơi, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đã đánh úp lại. Đồng tử lão giả hơi co lại, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lão giả người biến mất ngay tại chỗ, nhưng một cánh tay của hắn lại không có khả năng đi được. Xa xa, Dương Diệp không có ra tay, hắn lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, sau đó nhìn về phía lão giả, trong mắt có một tia ngưng trọng. Vừa rồi hai kiếm kia là sát na nhất kiếm, nhưng vẫn không thể nào giết chết lão giả này. Thực lực của lão giả này, ít nhất là chân cảnh tam đoạn. Chân cảnh tam đoạn, hai kiếm của hắn đã khó có thể đánh chết, chỉ có thể làm đối phương trọng thương. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, thực lực của mình còn cần tăng cường A. Sát na nhất kiếm còn có không gian phát triển rất lớn, cũng nhất định phải tăng cường sát na nhất kiếm. Xa xa, lão giả Doanh gia nhìn cánh tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, giờ khắc này, trong mắt của hắn không còn khinh thị, có chỉ là nghiêm trọng. Vừa rồi hai kiếm kia, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, đầu hắn khả năng đã rơi xuống. Kiếm kia đã có uy hiếp rất lớn với hắn. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi đạt đến loại trình độ này, khó trách kiêu ngạo như vậy. Chỉ là, ngươi cảm giác bằng ngươi có thể đối kháng Doanh gia ta. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Đối kháng Doanh gia ngươi. Lão đầu, ngươi phải hiểu rõ một điểm, là người Doanh gia ngươi tới tìm ta phiền toái. Như thế nào, chỉ cho phép Doanh gia ngươi giết ta, không cho phép ta giết người Doanh gia ngươi. Lão giả nhìn Dương Diệp nói. Ta mặc kệ những cái này, ta chỉ biết, dám đụng đến người Doanh gia ta, phải chết. Lúc này tay trái Dương Diệp nâng lên, kiếm trong tay trực chỉ lão giả. Đến thử xem. Trong mắt lão giả hiện lên hung lệ, tay hắn tìm tòi về phía trước, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, trong chốc lát, một nắm đấm dài đến trăm trượng đột nhiên hiện ra, sau đó oanh về phía Dương Diệp. Thời điểm nắm đấm xuất hiện, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến. Thoáng qua, nắm đấm ẩm ẩm vỡ vụn. Ngay sau đó, thân thể lão giả cứng lại. Dương Diệp chẳng biết lúc nào, đã ở sau lưng lão giả, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn chẳng biết lúc nào biến thành kiếm gỗ. Kiếm gỗ? Hắn không muốn mượn ngoại vật, nhưng kia cũng phải nhìn tình huống. Nếu như hắn cùng với lão giả này tử đấu, hắn cũng không sợ, thậm chí có năm thành nắm chắc có thể đánh chết đối phương. Nhưng như vậy quá lãng phí thời gian. Hơn nữa hắn khẳng định cũng sẽ bị thương nặng. Ngay lúc này, hắn không thể bị thương. Bởi vì âm thầm khẳng định còn có rất nhiều người đang có ý đồ với hắn, nếu như hắn trọng thương, những người kia chắc chắn sẽ không cố kỵ, một loạt mà lên. Cho nên hắn lựa chọn dùng kiếm gỗ. Đáng giá nhắc tới là, sau khi hắn đáp ứng theo kiếm gỗ đi bí tông gì kia, kiếm gỗ không còn bài xích hắn. Còn có chỗ tốt là,
hiện tại hắn một tháng có thể sử dụng kiếm gỗ 3 lần. Đối với Dương Diệp mà nói, này là một chuyện tốt. Trong tràng, rất nhiều người còn không có làm rõ tình huống. Đúng lúc này, gió phất qua, đầu lão giả kia từ trên cổ rớt xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chết rồi sao? Một cường giả chân cảnh của Doanh gia chết như vậy. Trong mắt Doanh Mục tràn đầy vẻ không thể tin được, tam thúc của hắn là chân cảnh tam đoạn đỉnh cao A. Mà bây giờ, cứ chết như vậy sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Doanh Mục biến sắc, thân hình lóe lên, thối lui đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp sửng sốt, thằng này sợ hắn như vậy. Ha ha! Trên tường thành, rất nhiều người nhịn không được cười phá lên. Sắc mặt Doanh Mục vô cùng khó coi, kỳ thật vừa rồi hắn cho rằng Dương Diệp muốn ra tay với hắn, bởi vì Dương Diệp ra tay cực kỳ nhanh, bởi vậy hắn bản năng lui ngàn trượng, nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp không có ra tay. Cái này xấu hổ rồi. Lúc này Dương Diệp nói. Trở về nói cho người chủ sự của Doanh gia các người biết, Dương Diệp ta không muốn gây Doanh gia, nhưng ta cũng không sợ Doanh gia, nếu Doanh gia giống như Dương gia muốn đuổi tận giết tuyệt ta, các người cứ việc đến. Doanh Mục cười lạnh nói. Dương Diệp, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể. Ngươi lại nói thêm một chữ, hôm nay cũng đừng đi. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Doanh Mục nói. Biểu lộ của Doanh Mục cứng đờ, nhưng không dám nói cái gì, hừ lạnh một tiếng, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp đánh chết tam thúc, hắn đã không có đảm lượng cùng Dương Diệp đơn đả độc đấu. Đặc biệt là lúc này Dương Diệp tay cầm thần khí. Kỳ thật, lúc này Dương Diệp căn bản không có năng lực giết hắn, bởi vì vừa rồi một kiếm kia, đã hao sạch toàn bộ huyền khí trong cơ thể Dương Diệp. Đáng tiếc, Doanh Mục không biết. Đương nhiên, cho dù biết hắn cũng giết không được Dương Diệp, dù sao trên người Dương Diệp còn có cùng kỳ. Doanh Mục đi rồi, Dương Diệp ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Thần niệm hắn quét qua, lập tức sửng sốt, bởi vì hắn không có phát hiện Lệ Hổ. Người đang tìm con yêu thú kia. Cùng kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tên kia chạy đi đâu rồi, cùng kỳ chỉ bụng mình. Ở bên trong. Dương Diệp. Cùng kỳ nói. Yêu thú kia đã đạt tới chân cảnh, ta thôn phệ năng lượng của nó, có thể đề thăng thực lực bản thân. Dương Diệp cười nói. Ăn liền ăn, không phải đại sự gì. Cùng kỳ nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Cẩn thận một chút, Dương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Diệp nói. Ta biết rõ. Cùng kỳ nói. Tiểu tử, con đường của ngươi còn rất dài, hơn nữa bởi vì ngươi người mang chí bảo, Sekaho nên cái này đã chú định con đường của ngươi sẽ không bình thường. Dương gia, có lẽ mới xem như bắt đầu, chân chính khó đi, khả năng ở phía sau. Nói xong, cùng kỳ không có nói chuyện nữa, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Đằng sau, Dương Diệp hít sâu một hơi, bây giờ hắn sẽ không đi nghĩ đằng sau, làm sao vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mới là chính đạo. Rất nhanh, Dương Diệp về tới trong hiện thực. Giờ phút này hắn cũng không dám phân tâm, bởi vì không chừng lúc nào sẽ có người đi ra đánh lén hắn. Lấy ra hai viên đá năng lượng nuốt vào, Dương Diệp ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu khôi phục huyền khí. Hiện tại hắn vẫn không thể đi, bởi vì giết người còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Muốn cho thế nhân không dám đến tìm hắn phiền toái, hắn chỉ có giết rất nhiều người, cực kỳ nhiều người. Dùng giết cản giết. Sự tình Dương Diệp miểu sát chân cảnh, ở dưới người hữu ý tận lực tuyên truyền, dùng kiếm tiên thành làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Sốt cục, người đến tìm Dương Diệp ít đi rất nhiều. Ít nhất người không có năng lực giết chân cảnh là không dám tới. Nhưng vẫn còn có vài người không tin. Như trước chạy đến kiếm tiên thành. Lợi ích có thể khiến đầu người nóng lên. Còn có một vài người là có tự tin với mình, theo bọn họ, Dương Diệp miểu sát chân cảnh, nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Cho nên bọn họ đến. Gần như mỗi một khắc đều có người đến tìm Dương Diệp, mà Dương Diệp ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đánh chết. Cứ như vậy, dưới cửa thành, đầu người càng ngày càng nhiều, cho tới bây giờ, đã khoảng chừng hơn 2.000 đầu. Mà ở trước mặt Dương Diệp, chẳng biết lúc nào đã biến thành huyết thổ. Đó là máu nhuộm đỏ. Thời gian từng chút trôi qua, 3 ngày sau, dưới tường thành kiếm tiên thành, đã có hơn 1 vạn đầu người.
Trong những đầu người này, có luân hồi cảnh, có chí cảnh, chân cảnh cũng không ít. Toàn bộ kiếm tiên thành, bầu không khí càng ngày càng bị đè nén. Dương Diệp muốn giết tới khi nào? Đây là nghi vấn của mọi người trên kiếm tiên thành. 5 ngày sau, đầu người dưới tường thành đã hơn 3 vạn, mà đại địa bên ngoài kiếm tiên thành đã đỏ hồng, mùi máu tươi gay mũi bao trùm toàn bộ kiếm tiên thành. Đáng giá nhắc tới là, hiện tại người đến tìm Dương Diệp càng ngày càng ít. Cùng lúc đó, Dương Diệp ở kiếm tiên thành làm những chuyện kia chẳng biết lúc nào đã truyền ra ngoài. Nhưng sau khi truyền ra, biến thành khoa trương hơn một ít, ví dụ như dưới tường thành 3 vạn đầu người biến thành hơn 10 vạn. Dưới tường thành, Dương Diệp ngồi xếp bằng, kiếm linh trọc ở trên mặt đất. Thời gian từng chút trôi qua, trong lúc này, có người xuất hiện ở bên ngoài thành, nhưng khi thấy mấy vạn đầu người sau lưng Dương Diệp, rất nhiều người đều lập tức xoay người rời đi. Còn có chút người thì tiến vào kiếm tiên thành, sau đó đứng ở trên tường thành. Dương Diệp còn muốn giết bao nhiêu người? Mình còn muốn giết bao nhiêu người? Dương Diệp cũng hỏi qua mình vấn đề này, nhưng không có đáp án. Dĩ vãng, hắn quá vô danh, ít xuất hiện đến ai cũng dám đến tìm hắn phiền toái, mà hiện tại hắn cần phải làm là cao điệu, hắn muốn cho thế nhân biết rõ thực lực của hắn, muốn cho thế nhân hiểu rõ một điểm, dám đến tìm hắn phiền toái. Phải làm tốt chuẩn bị đầu rơi xuống đất. Sự thật chứng minh, chiêu này của hắn hữu dụng. Bởi vì cho tới bây giờ, người đến tìm hắn càng ngày càng ít, trên cơ bản một ngày sẽ không qua 5 cái. Đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp xếp bằng đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía nữ tử kia, sau đó cau mày. Là ngươi. Người tới không phải người khác, đúng là Dương gia Dương Liêm Xương. Nhưng giờ phút này, toàn thân nàng bị một cỗ sương mù bao phủ, ngoại nhân căn bản nhìn không ra bộ dáng của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhìn những đầu người sau lưng Dương Diệp, sau đó nói. Giết nhiều người như vậy, có cảm giác gì? Cảm giác? Dương Diệp nhún vai, không có cảm giác. Xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, nói chính là loại người như ngươi a. Dương Liêm Xương nói. Dương Diệp lắc đầu. Ta giết người cũng có nguyên tắc, sở dĩ những người này chết, là vì bọn họ muốn giết ta. Kẻ giết người, phải làm tốt chuẩn bị bị người giết TC. Người thì sao? Dương Liêm Xương nói. Làm tốt chuẩn bị giết chưa? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Người đến tìm ta, không phải là tới nói nhảm chứ? Dương Liêm Xương nói. Không cần giết nữa. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Ta vừa mới giết thuận tay a. Dương Liêm Xương nheo mắt. Ngươi có phải giết đến nghiện hay không? Giết đến nghiện. Nghe vậy, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, lúc hắn giết người, vậy mà thật sự có chút khoái cảm. Chẳng lẽ mình thật sự giết đến nghiện sao? Nếu quả thật như thế, như vậy mình có chút không bình thường a. Không cần quá mức để ý. Lúc này, Dương Liêm Xương nói. Sát ý của ngươi đạt đến chí cảnh, giết người sẽ giết ra cảm giác, cái này rất bình thường. Dương Diệp. Lúc này, Dương Liêm Xương lại nói. Lần này tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi biết, mục đích của ngươi đã đạt tới. Hôm nay Trung Thiên Vũ Trụ, đã không người không biết Dương Diệp ngươi. Giờ phút này, đã không có người nào dám tới tìm ngươi. Ngay cả thất đại thế gia còn lại, cũng nghiêm cấm đệ tử của mình tới tìm ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Khó trách 2 ngày nay không có người nào tới tìm ta. Dương gia có động tĩnh gì không? Dương Liêm Xương trầm mặc. Như thế nào? Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương nói. Hiện tại Dương gia rất yên tĩnh. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Xương nói. Không có động tĩnh, nhưng nếu như ta không đoán sai, 2 vị lão tổ Dương gia ta, khẳng định có 1 vị muốn xuất quan. Chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Đám người Dương Tiêu không dám tới tìm ngươi, không dám đụng đến ta, dự tính chính là chờ vị lão tổ kia. Chỉ cần hắn xuất quan, khi đó bọn họ muốn giết chúng ta, liền đơn giản hơn rồi. Ngươi đánh không lại vị lão tổ kia. Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương thản nhiên nhìn Dương Diệp. Cho ta 3 năm, ta có thể, nhưng hiện tại, nếu như ta chống lại hắn. Ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cũng vậy. Dương Diệp nói.
ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương Liêm Sương nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trở nên mạnh mẽ. Hôm nay tới tìm ngươi, còn có một mục đích, là muốn nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi một chỗ. Chỗ nào? Dương Diệp hỏi. Một thượng cổ di tích. Dương Liêm Sương nói. Một thượng cổ di tích mới phát hiện. Thượng cổ di tích. Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Lúc này đây phát hiện, là một di tích cổ tu giả chân chính. Cổ tu giả. Dương Diệp trầm mặc, nếu như hắn không đoán sai, lão giả đạo bào kia hẳn là cổ tu giả. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ai phát hiện? Bát đại thế gia. Dương Liêm Sương nói. Cho tới nay, bát đại thế gia đều đang tìm kiếm di tích cổ tu giả, bát đại thế gia mở biên giới, chinh phục các thế giới, kỳ thật mục đích thực sự của bọn họ, là tìm kiếm di tích cổ tu giả. Kia mới là mục đích của bát đại thế gia. Dương Diệp cau mày nói. Muốn đi đường của người khác. Dương Liêm Sương lắc đầu. Cái suy nghĩ của ngươi không tốt, tu luyện chi đạo, vô cùng vô tận, mà những cổ tu giả kia, bọn họ ở trước chúng ta, hiểu nhiều hơn chúng ta, đạt được truyền thừa của bọn họ, có thể mượn nhờ kinh nghiệm tu luyện của bọn hắn đến hoàn thiện chúng ta, đề cao chúng ta. Bằng không thì, dựa vào ngươi một người lục lọi, ngươi lục lọi bao lâu? Giống như ngươi, sở dĩ ngươi có thể trong thời gian thật ngắn phát triển đến nước này, nghĩ đến cũng là lấy được kỳ ngộ gì a? Kỳ ngộ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nếu như hắn không phải nghe được Tiêu Giao Tử cùng Lý Thái Bạch luận đạo, hắn sẽ làm như lúc trước, về phần thực lực, cho dù nâng cao, cũng sẽ không tăng lên tới loại trình độ này. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Ngoại trừ cổ tu giả truyền thừa, còn có bảo vật bọn họ lưu lại, hiện tại rất nhiều bảo vật chân cảnh, đều là của cổ tu giả còn sót lại. Hơn nữa, còn có bảo vật trên chân cảnh. Bảo vật trên chân cảnh. Không thể không nói, Dương Diệp có chút động tâm rồi. Tuy hiện tại hắn không muốn ỷ lại ngoại vật, nhưng đó là thời điểm bình thường, thời điểm không bình thường, ai không dùng ai là người ngu. Tựa như hắn ở thời điểm đối mặt chân cảnh tam đoạn, hắn cũng sẽ dùng kiếm gỗ. Dương Liêm Sương lại nói. Cơ hội này, chúng ta không thể bỏ qua, cho nên nhất định phải. Đi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Ta lo lắng Dương gia lại đối phó Thiên Toàn Hệ. Ngươi có thể yên tâm. Dương Liêm Sương nói. Người của ta sẽ âm thầm lưu ý, nếu như đám người Dương Tiêu phái người đi Thiên Toàn Hệ, người của ta sẽ ra tay. Chỉ cần hai vị lão tổ kia của Dương gia không ra, người của ta có thể đối phó đám người Dương Tiêu. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương. Ngươi ở Dương gia có lẽ có rất nhiều người, thế lực cũng rất lớn, vì sao không trực tiếp tạo phản? Dương Liêm Sương lắc đầu. Không có hai vị kia đồng ý, ta giết Dương Tiêu cũng không có tác dụng gì. Nhưng bọn họ sẽ không đồng ý ta làm Dương gia gia chủ. Cho nên ngươi muốn giết bọn hắn đi. Dương Diệp hỏi. Bằng không thì làm sao? Dương Liêm Sương hỏi lại. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói. Lợi hại. Dương Liêm Sương không nói gì, tay phải nàng vung lên, một tấm bản đồ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là địa điểm thượng cổ di tích kia, ba ngày sau, bát đại thế gia sẽ mở nó ra, sau đó để đệ tử bát đại thế gia tiến vào. Mà ngươi, ta tin tưởng, dùng bản lãnh của ngươi, muốn trà trộn vào hẳn không phải việc khó gì. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói. Lúc này đây đi thượng cổ di tích, cẩn thận một chút. Có nguy hiểm. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương hỏi. Tự nhiên. Dương Liêm Sương nói. Vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở xa xa. Dương Liêm Sương đi rồi, Dương Diệp ở tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, sau đó xoay người tiến vào trong thành. Nhìn thấy Dương Diệp vào thành, rất nhiều người trên tường thành sắc mặt đại biến, những người này nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, sợ Dương Diệp nổi điên rút kiếm giết người. Sau khi tiến vào kiếm tiên thành, Dương Diệp liền biến mất ở trong ánh mắt của mọi người. Dương Diệp đi tới Thái Thiên Lâu. Tầng thứ tư, nữ tử thần bí kia nói. Dương thiếu gia, Thái Thiên Thành không chào đón ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta sẽ rời đi, nhưng trước khi rời đi, muốn nhờ cô nương giúp một chuyện nhỏ. Không giúp, nữ tử nói. Dương Diệp nhìn nữ tử. Không giúp, ta liền không đi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Đây là muốn ăn vạ sao?
Dương Diệp cười hắc hắc. Vị cô nương này, ta chỉ là muốn ngươi giúp một chuyện nhỏ mà thôi, thật sự, chỉ là một chuyện nhỏ. Nữ tử nói. Nói nghe một chút. Dương Diệp nói. Ta sẽ rời Kiếm Tiên Thành, nhưng ta hy vọng cô nương đừng cho ngoại nhân biết ta đã đi ra Kiếm Tiên Thành. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là để người Dương gia cho rằng hắn vẫn còn ở Kiếm Tiên Thành, như thế Dương gia mới có cố kỵ, cũng không dám khinh địch đi gây sự với Thiên Toàn Hệ. Bằng không thì, một khi để Dương gia biết hắn đi thượng cổ di tích, Dương gia vô cùng có khả năng sẽ đi gây sự với Thiên Toàn Hệ. Không phải hắn không tin Dương Liêm Xương, hắn cùng với Dương Liêm Xương tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn cảm giác được, loại người như Dương Liêm Xương cực kỳ cao ngạo, loại người này, là khinh thường nói dối. Nhưng hắn sẽ không ký thác tất cả hy vọng lên người Dương Liêm Xương. Cho nên hắn muốn cho Dương gia biết rõ, Dương Diệp hắn vẫn còn ở Kiếm Tiên Thành. Trong phòng, nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Nghe vậy, Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Cứ bỏ đi như vậy sao? Dương Diệp dừng bước lại, sau đó nói. Như thế nào? Nữ tử nói. Ta giúp ngươi một việc, ngươi có phải thiếu ta một cái nhân tình hay không? Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp đáp ứng thiếu nữ tử một cái nhân tình, sau đó hắn lặng lẽ đi ra Kiếm Tiên Thành. Trong tinh không, Dương Diệp tìm một địa phương an toàn, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Sát na nhất kiếm của hắn căn bản không có đạt đến cực hạn, còn có không gian phát triển rất lớn, mà hiện tại hắn chính là muốn luyện, cố gắng lớn nhất nâng cao sát na nhất kiếm. Tu luyện không có đường tắt. Mỗi ngày Dương Diệp không ngừng huy kiếm, một lần lại một lần, thẳng đến không cảm giác thấy cánh tay mới dừng lại, loại thời điểm này, hắn mới có thể dùng Hồng Mông Tử Khí khôi phục cánh tay. Cứ như vậy, Dương Diệp mỗi ngày điên cuồng tu luyện, ở trong phòng tu luyện điên cuồng tu luyện một tháng. Một tháng này, mỗi ngày hắn làm chính là huy kiếm, không ngừng huy kiếm. Ở dưới hắn điên cuồng tu luyện, hiện tại hắn có thể một hơi 12 kiếm, mà kiếm cũng có thể điệp ra 21 kiếm. Đừng nhìn tăng lên một kiếm, nhưng uy lực lại mạnh hơn ít nhất 3 thành, mà một hơi 12 kiếm, cái này ý nghĩa, kiếm của hắn lại đề cao không ít. Một tháng này điên cuồng tu luyện, không chỉ để lực lượng của hắn tăng lên không ít, còn có một thu hoạch, đó chính là hắn cảm giác phản ứng của mình nhanh hơn. So với trước nhanh hơn rất nhiều. Nói tóm lại, một tháng này, thu hoạch rất lớn. Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, bởi vì hôm nay là thời điểm thượng cổ di tích mở ra. Đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu một cái, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn đi tới tầng thứ hai, bởi vì Lục Đinh Thần Hỏa tìm hắn. Dương Diệp nhìn thấy Lục Đinh Thần Hỏa, Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Lão giả đạo bào. Dương Diệp. Chủ nhân của Lục Đinh Thần Hỏa, dĩ nhiên là nguyên chủ nhân của cái tháp này. Lão giả đạo bào xuất hiện. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Diệp. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hắn không có xuất hiện ở chỗ này. Dương Diệp khó hiểu. Ngươi không phải nói ngươi cảm nhận được khí tức của hắn sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói, có thể là khí tức hắn để lại trung thiên vũ trụ, mà không phải bản thân của hắn, nếu như là bản thân của hắn, hắn đã sớm tìm ta và ngươi. Khí tức di lưu. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói là, hắn từng ở trung thiên vũ trụ. Tự nhiên. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Bọn họ từ tiểu thiên vũ trụ ngộ đạo, đắc đạo, cuối cùng rời khỏi tiểu thiên vũ trụ, đi tới trung thiên vũ trụ, đương nhiên, lúc kia còn không gọi trung thiên vũ trụ. Không chỉ hắn, rất nhiều cổ tu giả đều ở trung thiên vũ trụ. Cuối cùng, có người đi ra, mà có người khả năng không có rời khỏi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Ta nói đến khí tức chủ nhân, có thể là động phủ của hắn ở trung thiên vũ trụ bị người phát hiện. Động phủ. Dương Diệp ngây cả người, chẳng lẽ thượng cổ di tích mà Dương Liêm Xương nói kia? Thượng cổ di tích kia chính là lão giả đạo bào lưu lại. Ngươi biết vị trí động phủ của hắn không? Dương Diệp vội hỏi. Không biết. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Trước kia không phải ngươi theo chân hắn sao? Sao lại không biết? Dương Diệp khó hiểu. Thời gian quá lâu. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hơn nữa, lúc trước ta đi theo chủ nhân, thần chí còn chưa thành hình, cho nên đối với sự tình ở trung thiên vũ trụ, ta biết cũng rất ít.
ngươi có thể theo khí tức kia tìm được động phủ của hắn không? Dương Diệp nói. Không thể. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Khí tức kia vừa mới xuất hiện, nhưng rất nhanh đã không còn. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Trước mặc kệ cái này, chúng ta đi thượng cổ di tích. Nói xong, hắn xoay người rời Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, thoáng qua, hắn biến mất ngay tại chỗ. Dùng Kiếm Tiên Thành làm trung tâm, ở phía nam mấy trăm vạn dặm, có một ngọn núi, núi này cao vạn trượng, kéo dài mấy vạn dặm, cả ngày bị sương mù bao phủ, không cách nào thấy được diện mạo chân thực. Núi này tên Tu Du Sơn, đúng là di tích cổ xưa Bát Đại Thế Gia phát hiện, cũng là địa phương lần này Dương Diệp muốn đi. Bát Đại Thế Gia phát hiện di tích cũng không có công bố ra, cái này tự nhiên là muốn ăn một mình, đương nhiên, cho dù người ngoài chăn biết, dưới tình huống Bát Đại Thế Gia liên thủ, cho dù người khác muốn chọc vào cũng không dám. Chân núi Tu Du Sơn, giờ phút này ở chân núi có 8 lão giả. Toàn bộ là cường giả chân cảnh. Mà ở trước mặt 8 người không xa, là một màn sáng màu lam, màn sáng kia vừa vặn ở vào động khẩu. Lúc này màn sáng kia đã xuất hiện một lỗ hổng. 8 người đột nhiên ra tay, 8 chùm tia sáng màu sắc bất đồng trực tiếp oanh lên quang màn. Màn sáng run lên kịch liệt, nhưng không có vỡ vụn, phía trên chẳng qua là nhiều hơn một chút vết rạn. 8 người tiếp tục ra tay. Sau nửa canh giờ, Tu Du Sơn yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, toàn bộ Tu Du Sơn run lên, ngay sau đó, màn sáng trước mặt 8 người ầm ầm vỡ vụn. Sau nửa canh giờ, phía chân trời xuất hiện từng đạo lưu quang, ngay sau đó, từng bóng người rơi vào đằng sau 8 người. Khoảng chừng hơn 30, toàn bộ đều dưới 30 tuổi. Những người này, đúng là thiếu gia cùng thế tử của Bát Đại Thế Gia. Đúng lúc này, một lão giả hoa bào đột nhiên nhìn về phía một lão giả áo tím. Dương Lân, Dương gia Dương Diệp không đến sao? Dương Diệp. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Lân. Hai chữ Dương Diệp này, hiện tại ở toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ không người không biết a. Đặc biệt là Dương Diệp ở Kiếm Tiên Thành làm những chuyện kia, đó là chấn kinh toàn bộ Trung Thiên Vũ Trụ. Nhưng giờ phút này rất nhiều người nhìn về phía Dương Lân, trong mắt đa số là trêu tức. Dương gia có hai thiên tài, một cái là Dương Liêm Sương, một cái là Dương Diệp. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, Dương gia cùng hai thiên tài này quan hệ không tốt. Cùng Dương Diệp thì không cần phải nói rồi, hiện tại cùng Dương Diệp chính là không phải ngươi chết chính là ta chết. Căn bản không có khả năng điều tiết. Mà Dương Liêm Sương, tất cả mọi người biết rõ, Dương gia tổ huấn, không cho nữ tử kế thừa vị trí gia chủ. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bọn họ đều lý giải. Bởi vì gia tộc bọn họ cũng sẽ không để nữ tử trở thành gia chủ. Nữ nhân cuối cùng là phải lập gia đình, một khi lập gia đình, đến lúc đó Dương gia chẳng phải thành đồ vật của người khác, tuy khả năng này cực kỳ thấp, nhưng Dương gia sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng thiên phú của Dương Liêm Sương quá mạnh mẽ, thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến Dương gia có chút ép không được. Cái này cũng chính là địa phương Dương gia phiền muộn, nếu như Dương Liêm Sương là nam, vậy không cần phải nói, gia chủ kế tiếp nhất định là nàng. Đáng tiếc nàng không phải, chính bởi vì như thế, Dương Liêm Sương cũng cùng rất nhiều cao tầng Dương gia sinh ra mâu thuẫn. Không thể không nói, Dương gia có chút bi ai, ra hai tuyệt thế thiên tài, nhưng lại không thể vì bọn họ sử dụng. Đối với Dương gia mà nói là bi thương buồn bã, nhưng đối với gia tộc khác mà nói, đây là một đại hảo sự. Bọn họ ước gì Dương gia nội đấu. Trong tràng, thần sắc của Dương Lân có chút khó coi, hắn nhìn về phía lão giả hoa bào, sau đó nói. Doanh Niết, Dương Diệp đã không phải người Dương gia ta. Đúng rồi, nghe nói Doanh gia ngươi có hai người chết ở trên tay hắn, mà Doanh gia lại không có một chút tỏ vẻ, cái này có chút không giống phong cách của Doanh gia ngươi a. Lão giả Doanh Niết hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, Dương gia ngươi không thể thanh lý môn hộ, muốn Doanh gia ta hỗ trợ ra tay. Dương Lân lạnh nhạt nói. Có thể thanh lý môn hộ hay không, đó là sự tình Dương gia ta, không nhọc đến Doanh gia ngươi lo lắng. Doanh Niết cười lạnh. Ta chỉ sợ Dương gia ngươi không thể thanh lý môn hộ, không chỉ không thể thanh lý môn hộ, còn để Dương Diệp diệt Dương gia các ngươi. Nếu thật là như vậy, lão phu thật có thể cười đến rụng răng. Dương Lân lạnh nhạt nói. Yên tâm, răng ngươi sẽ bảo trụ. Doanh Niết lạnh lùng cười cười, không có nói chuyện. Kỳ thật Doanh gia cũng không sợ Dương Diệp, cũng có lòng tin đánh chết Dương Diệp,
nhưng Doanh gia không làm như vậy, mà quyết định không ra tay. Là vì Doanh gia muốn Dương Diệp cùng Dương gia nội đấu. Doanh gia cùng Dương gia quan hệ cũng không quá tốt, việc này lại nói tiếp, cũng có chút quan hệ với Dương Diệp, bởi vì sở dĩ Doanh gia cùng Dương gia quan hệ không tốt, là vì phụ thân Dương Diệp từng giết Doanh gia thế tử. Lúc kia, phụ thân Dương Diệp ở Trung Thiên Vũ Trụ có thể nói danh tiếng cực thịnh, ngay cả Doanh gia cùng Khô gia cũng phải tạm lánh mũi nhọn, không dám cùng hắn liều mạng. Bởi vậy, lúc trước Doanh gia nhịn, nhưng Doanh gia vẫn chưa quên chuyện này, cho rằng đó là sỉ nhục của Doanh gia. Cho nên Doanh gia cực kỳ hy vọng Dương gia xảy ra vấn đề, đây cũng là nguyên nhân sau khi Dương Diệp giết hai người Doanh gia không có tiến hành trả thù. Lúc này trưởng lão Vũ gia đứng dậy. Hai vị cũng đừng có tranh cãi sự tình không có ý nghĩa. Ta có một chuyện, muốn cùng chư vị nghiên cứu thảo luận một chút. Tất cả mọi người cũng thấy kết giới này rồi, kết giới trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, nhưng y nguyên mạnh như thế, có thể tưởng tượng, chủ nhân trong động phủ cường đại bực nào. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Cho nên ta cảm thấy, lần này những lão gia hỏa chúng ta nên cùng những tiểu tử kia đi vào. Như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Một gã trưởng lão Khô gia lạnh nhạt nói. Chủ nhân nguyên lai của động phủ này, khẳng định không phải người bình thường, điểm ấy lão phu tán thành. Nhưng chúng ta để những tiểu tử này đến, mục đích là vì cái gì? Không đơn thuần là vì để cho bọn họ đi đoạt bảo, hơn nữa là rèn luyện bọn họ. Chúng ta đi theo bọn hắn vào, bọn họ có thể rèn luyện cái gì? Một gã trưởng lão Lục gia khẽ gật đầu. Ta tán thành, để cho bọn họ tới, là rèn luyện bọn họ, mà không phải để cho bọn họ tới chơi. Hơn nữa chúng ta đi theo vào, đến lúc đó chúng ta khó tránh khỏi sẽ động thủ, ta nghĩ chư vị đều không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Nghe vậy, người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Trưởng lão Vũ gia thấy người còn lại gật đầu tán thành, cũng không nói thêm gì, lui qua một bên. Lúc này Doanh Niết nhìn lướt qua những người trẻ tuổi kia. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, sinh tử tự chịu, nếu các ngươi ở bên trong chết rồi, bất kể là bị ai giết. Chúng ta cũng sẽ không báo thù cho ngươi. Đây là một quy củ bất thành văn, bởi vì nếu như muốn báo thù, như vậy vô cùng có khả năng sẽ dẫn phát thế gia đại chiến, mà thế gia đại chiến, ai cũng chịu không nổi. Những người trẻ tuổi kia khẽ gật đầu, cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên, tiến vào trong động phủ. Trưởng lão của bát đại thế gia ẩn nấp ở trong hư không, mà sau khi tám người rời đi, bốn phía đột nhiên xuất hiện một vài người. Những người này nhanh chóng tiến vào trong động phủ. Tám người cũng không có ngăn cản. Đây cũng là quy củ bất thành văn. Bát đại thế gia không có làm tuyệt sự tình, dù sao bọn họ ăn thịt, súp cũng phải chừa chút cho người khác, bằng không thì, khiến cho nhiều người tức giận đối với bọn họ mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Dù sao người có thể biết nơi này có thượng cổ di tích, khẳng định cũng không phải người bình thường. Thời gian từng chút trôi qua, trong lúc này, không ngừng có người vụng trộm tiến vào động phủ, người bát đại thế gia vẫn không có ngăn cản. Mà Dương Diệp cũng thuận lợi tiến vào trong sơn động. Vừa vào sơn động, trong đầu Dương Diệp liền vang lên âm thanh của Lục Đinh Thần Hỏa. Tiểu tử, cẩn thận, nơi này có chút quỷ dị, không phải có chút, mà là cực kỳ quỷ dị. Dương Diệp ngừng lại, sau đó giấu ở trong ngõ ngách. Quỷ dị? Trong nội tâm Dương Diệp hỏi. Lúc này Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Rất quỷ dị. Nói như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, nơi này có khí tức tà ác. Khí tức tà ác, nói kỹ càng một chút. Dương Diệp nói. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Ở trong cổ tu giả, có người tu đạo, cũng có người tu yêu, càng có tu ma giả, còn có tà tu giả. Ở trong vài loại này, tà tu giả quỷ dị nhất. Bọn họ chuyên môn đi nhập đề, chính là bởi vì như thế, tốc độ tu luyện của bọn hắn cực nhanh, nhưng bọn họ cũng không bình thường nhất, chỉ có người không bình thường, mới có thể tuyển chọn tà tu. Cái động phủ này là của tà tu giả? Dương Diệp hỏi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Rất có thể, sở dĩ ta nói quỷ dị, là vì lúc trước tà tu giả cơ bản đều đã không tồn tại. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Chọc nhiều người tức giận, lúc trước một nhóm tà tu giả sớm nhất kia, bởi vì bọn họ kiếm đi nhập đề, có thể lấy tốc độ cực nhanh tăng thực lực lên, bởi vậy bọn họ được rất nhiều người khi đó truy phủng. Cái này làm cho tu luyện giả khác dồn dập đi tà tu.
nhưng tà tu giả thông qua phương pháp cực đoan thu hoạch được thực lực, cuối cùng như pháo hoa, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng, những người kia tu luyện xảy ra vấn đề, rất nhiều người còn bỏ ra tánh mạng. Cho nên tu luyện giả khác liền liên hợp lại diệt tà tu giả. Dương Diệp nói. Phải. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Lúc trước, mấy tà tu giả sớm nhất cơ bản đều bị diệt sát, mà người còn lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến tận đây, hệ Ngân Hà không còn tà tu giả, nhưng ta không nghĩ tới, ở chỗ này còn có khí tức tà tu giả. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ở chỗ này, ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Nghe vậy, Dương Diệp nheo mắt. Ngươi cảm nhận được khí tức chủ nhân ngươi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Cái này ý nghĩa, trước kia hắn đã tới đây. Lão giả đạo bào đã tới đây. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta xem trước một chút a. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Sau khi tiến vào cửa động, Dương Diệp phát hiện, đây quả thực là có động thiên khác, bởi vì giờ phút này hắn mới phát hiện, thời điểm hắn ngẩng đầu, lại có thể thấy rõ ngôi sao trên trời, cái này ý nghĩa, cả ngọn núi là không. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi, bắt đầu đi về phía trước. Giờ phút này, hắn đang mặc áo đen, toàn thân bị áo đen bao phủ, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, cho dù cường giả chân cảnh cũng không thể thấy hình dáng của hắn. Mà hắn cũng thu kiếm vào, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ mình. Cùng nhau đi tới, cực kỳ yên tĩnh, ngay cả một tiếng vang cũng không có. Thời điểm yên tĩnh tới trình độ nhất định, cái này có chút không bình thường. Dương Diệp thời khắc đề phòng. A, à, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ bên trái truyền đến, Dương Diệp dừng bước nhìn qua, hắn không có tới xem, thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục tiến lên. Hắn tự nhiên sẽ không đi chõ mõm vào, cũng sẽ không ăn no rừng mỡ đi tìm phiền toái cho mình. Dám đến chỗ này, trước phải làm chuẩn bị chết tử tế. Bình thường loại di tích này, cũng không phải địa phương an toàn, quan trọng nhất là người, nhiều khi người mới là động vật nguy hiểm nhất. Đi không sai biệt lắm một phút đồng hồ, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, bởi vì trong lúc này, hắn ít nhất nghe thấy được không dưới 10 tiếng kêu thảm thiết, trong những tiếng kêu thảm kia, mang theo thống khổ vô tận, còn có hoảng sợ. Cái này không giống như bị người giết. Đúng lúc này, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó không xa là một vũng bùn. Mà giờ khắc này, vũng bùn kia vậy mà nhúc nhích. Rất nhanh, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, một hủ thi từ trong đó đứng lên. Sau một khắc, hủ thi xuất hiện ở trước mặt hắn, đánh ra một chưởng. Tay trái Dương Diệp nắm chặt thành quyền, một quyền oanh ra. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, nhưng hủ thi kia lại bất động tại chỗ. Đây là cái đồ chơi gì? Dương Diệp cau mày, hắn không nghĩ tới. Lực lượng của hủ thi lại lớn như vậy, một quyền đánh lui hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc, hắn cúi đầu nhìn về phía tay trái của mình, chỉ thấy tay trái hắn giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể, ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, tay trái của hắn khôi phục bình thường. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hủ thi, trong mắt nhiều hơn một chút nghiêm trọng. Mà lúc này, hủ thi kia đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hắn, lúc này hủ thi dùng bàn tay gầy guộc lần nữa đánh về phía Dương Diệp. Một chưởng này, làm cho không gian chung quanh Dương Diệp run lên kịch liệt. Dương Diệp không dám khinh thường, oanh ra một quyền. Lúc này đây, hắn không có nương tay, đã dùng hết tất cả lực lượng. Chưởng quyền vừa mới tiếp xúc. Dương Diệp bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, hủ thi cũng lui vài chục trượng. Lúc này đây, Dương Diệp thật sự chấn kinh rồi. Hủ thi lại mạnh mẽ như vậy. Dương Diệp nhìn về phía hủ thi, tuy thân thể của nó hư hoại, nhưng hai mắt lại tốt, chẳng qua đôi mắt này tràn đầy hung lệ. Lúc này, thân hình hủ thi kia đột nhiên lóe lên, mãnh liệt bắn đến. Dương Diệp biến sắc, muốn ra tay, thời điểm hắn muốn ra tay, một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang cực nhanh, trong nháy mắt oanh lên ngực hủ thi. Hủ thi bị kiếm quang oanh lùi lại 10 trượng, nhưng trước ngực hủ thi, một chút sự tình cũng không có. Dương Diệp nhìn về phía bên trái, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử, nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nữ tử này hắn nhận thức, đúng là Khô Gia Khô Trúc Y. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp. Chúng ta nhận thức sao?
vì cái gì ta cảm giác ngươi rất quen thuộc. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu. Không có. Âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, cùng thanh âm của hắn có khác nhau rất lớn. Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thủ thi này không tầm thường, phía trước khả năng còn có nhiều hơn, cùng một chỗ liên thủ được không? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Có thể. Tốt, ra tay. Khô Trúc Y nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía Hủ Thi. Dương Diệp tự nhiên không có xem cuộc vui, hắn cũng lao về phía Hủ Thi kia. Dù sao dưới tình huống không sử dụng kiếm, hắn muốn giải quyết Hủ Thi này, còn có chút khó. Nhưng ở dưới hai người vây công, Hủ Thi vậy mà không rơi vào thế hạ phong chút nào. Nguyên nhân chủ yếu là phòng ngự của Hủ Thi, bất kể là nắm đấm của Dương Diệp hay kiếm của Khô Trúc Y, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Hủ Thi. Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, hai người đều không nghĩ tới, Hủ Thi này mạnh đến trình độ như vậy. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói. Rút lui. Hắn coi như đã nhìn ra, nếu hắn không sử dụng kiếm, căn bản không làm gì được Hủ Thi này. Phòng ngự của Hủ Thi này, mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, cũng chỉ lãng phí thời gian, lãng phí khí lực. Bên người Dương Diệp, Khô Trúc Y khẽ gật đầu, nàng không có xuất kiếm, thân hình lóe lên một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bắn đi. Dương Diệp chân phải đạp mạnh mặt đất, cả người tựa như một mũi tên rời cung kích bắn đi. Nhưng Hủ Thi theo đuổi không bỏ, thời gian dần trôi qua, Khô Trúc Y đã bị đuổi theo. Bởi vì tốc độ của Khô Trúc Y so với Dương Diệp chậm hơn rất nhiều, tốc độ của Dương Diệp, đó là có tốc chi pháp tắc và không gian pháp tắc gia trì, bởi vậy cho dù hắn không ngự kiếm, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nhìn thấy Khô Trúc Y bị đuổi kịp, Dương Diệp do dự một chút, sau đó quay đầu vọt về phía Hủ Thi. Hắn cùng Khô gia có chút mâu thuẫn, nhưng cùng Khô Trúc Y quan hệ cũng không tệ lắm, thấy loại chuyện chết mà không cứu này, hắn vẫn còn làm không được. Tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Hủ Thi, sau đó oanh ra một quyền. Quyền ra, Hủ Thi bị hắn chấn đến tầm hơn 10 trượng, mà bản thân hắn cũng bị chấn lui hơn mấy chục trượng. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn còn xuất hiện vết rạn. Xa xa, Khô Trúc Y nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, nhìn về phía Hủ Thi kia. Ngươi biết đây là cái đồ chơi gì không? Khô Trúc Y lắc đầu. Không biết, nhưng đây là sinh vật thời kỳ viễn cổ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao bây giờ? Dương Diệp bẻ bẻ cổ, sau đó nói. Còn có thể làm sao, đã chạy không được, vậy chỉ có thể đánh A. Khô Trúc Y đang muốn nói chuyện, lúc này Hủ Thi kia đã đi tới trước mặt hai người bọn họ. Khô Trúc Y vội vàng xuất kiếm, Dương Diệp lại lần nữa oanh ra một quyền. Hủ Thi bị chấn đến hơn trăm trượng, mà thân thể của hắn lại một chút việc cũng không có, cùng lúc đó, hung lệ trong mắt càng tăng lên. Khô Trúc Y nhìn tay trái Dương Diệp một chút, giờ phút này tay trái của Dương Diệp đã biến thành hồng sắc, đó là tay của hắn bị đánh rách tả tơi, máu tươi tràn ra tạo thành. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay phải Khô Trúc Y vung lên, một thanh kiếm rơi vào trước mặt Dương Diệp nói. Sử dụng kiếm đi. Nhìn kiếm trước mặt, Dương Diệp ngây cả người. Sau đó lắc đầu nói. Cái kia, ta không biết dùng kiếm. Không cần ngươi sử dụng kiếm kỹ, dùng để chém là được rồi. Khô Trúc Y nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trên mặt đất cách đó không xa đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, ở trong ánh mắt của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, mấy chục Hủ Thi từ trong mặt đất chui ra. Khi thấy mấy chục Hủ Thi, Dương Diệp ngây cả người. Sau đó sắc mặt vô cùng khó coi, nhịn không được nói tục. Ta sát. Trong sân Hủ Thi khoảng chừng 35 cái. 35 cái. Khi thấy số lượng này, da đầu của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều nhịn không được run lên. Một Hủ Thi bọn họ cũng có chút ăn không tiêu, huống chi 35 cái. Hai người không có suy nghĩ tại sao có nhiều Hủ Thi như vậy, bởi vì bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ. Trốn. Lập tức trốn. Đây là suy nghĩ của Dương Diệp cùng Khô Trúc Y giờ phút này, cũng là bọn họ đang làm. Hai người không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Thời điểm nhìn thấy 35 Hủ Thi, Dương Diệp liền biết rõ, coi như hắn sử dụng kiếm cũng không dọn dẹp được.
Bởi vì mỗi một hủ thi thực lực đều cực kỳ khủng bố, cho dù hắn tăng thêm kiếm gỗ, cũng khó dùng một kiếm miễu sát một cái, hai kiếm có lẽ được, nhưng hắn không có nhiều huyền khí chèo chống như vậy. Trốn. Giờ phút này Dương Diệp cùng Khô Trúc Y đều muốn tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, nhưng tốc độ của Khô Trúc Y cuối cùng có hạn, cùng đám hủ thi sau lưng kia càng ngày càng gần, lập tức Khô Trúc Y sẽ bị đuổi theo, lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Diệp cũng không để ý lễ nghi gì, tay trái ôm vòng eo của Khô Trúc Y, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh mặt đất, mượn nhờ mặt đất truyền đến lực lượng, hắn cùng với Khô Trúc Y tựa như đạn pháo bắn mạnh về phía xa. Thân thể của Khô Trúc Y có chút cứng đờ, rõ ràng có chút không thích ứng, nhưng lại không có phản đối. Mang lên một người, tốc độ của Dương Diệp chậm một ít, nhưng tốc độ của hắn y nguyên nhanh hơn hủ thi. Cứ như vậy, khoảng cách của hai người cùng hủ thi càng ngày càng xa. Nhưng đám hủ thi sau lưng kia lại theo đuổi không bỏ. Cảm nhận được một màn này, sắc mặt hai người càng khó coi. Ngươi nhìn. Đúng lúc này, Khô Trúc Y đột nhiên chỉ vào xa xa hoảng sợ nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cổ thành. Nhìn thấy tòa cổ thành này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, tốc độ nhanh hơn. Hắn cách cổ thành càng ngày càng gần, thời điểm hắn muốn đi vào cổ thành, trên cổ thành đột nhiên xuất hiện một màn sáng cực lớn, màn sáng bộc phát ra chùm tia sáng kích xạ về phía hắn. Sắc mặt Dương Diệp khẽ biến, tay trái buông lỏng Khô Trúc Y ra, sau đó oanh một quyền. Oanh! Chùm tia sáng ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y cũng bị chấn đến dưới tường thành. Mà đúng lúc này, một đám người xuất hiện ở trên tường thành. Một nam tử cầm đầu không phải người khác, đúng là Dương Diệp quen thuộc. Doanh Mục. Doanh Mục nhìn Dương Diệp cùng Khô Trúc Y, sau đó nói. Nguyên lai là Khô gia. Khô Trúc Y nhìn Doanh Mục ôm quyền, sau đó nói. Doanh Huynh, kính xin thu lại trận pháp, để hai người bọn ta vào thành. Thu lại trận pháp. Doanh Mục cười lạnh một tiếng. Thật có lỗi, không thể. Khô Trúc Y nhướng mày. Vì sao? Doanh Mục lạnh nhạt nói. Bởi vì sau lưng các ngươi có hủ thi. Khô Trúc Y trầm giọng nói. Doanh Huynh, hủ thi kia còn có 10 tức nữa mới có thể chạy tới, người bây giờ thu trận pháp lại, hoàn toàn kịp. Doanh Mục mỉm cười. Khô gia muội tử, nghe đồn Khô gia ngươi rất thần bí, mà chúng ta cũng không biết Khô gia ngươi đến tột cùng có gì thần bí, lúc này đây, không bằng để cho chúng ta mở mang tầm mắt ha. Nghe vậy, thần sắc của Khô Trúc Y lập tức chìm xuống. Giờ khắc này, nàng làm sao còn không rõ ý tứ của Doanh Mục. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ, tuy Doanh gia là đệ nhất thế gia trên danh nghĩa, nhưng ở trong nội tâm tất cả mọi người, Khô gia tuyệt không yếu hơn Doanh gia. Mặc dù hai nhà không có đối kháng rõ ràng, nhưng trong bóng tối kỳ thật đều có tâm phân cao thấp lẫn nhau. Kỳ thật, chính xác mà nói, bát đại thế gia, trong bóng tối đều lẫn nhau phân cao thấp. Lúc này, đám hủ thi kia đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng. Dùng tốc độ của bọn hủ thi này, ba hơi thở sau sẽ đi vào trước mặt bọn họ. Khô Trúc Y còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp lại nhìn nàng khoát tay áo, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Doanh Mục. Thằng nhãi con, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có rút trận pháp hay không? Nghe vậy, sắc mặt Doanh Mục lập tức trầm xuống, trong mắt của hắn hiện lên sát ý xâm lãnh. Nói lại một lần, Dương Diệp không nói gì, tay trái hắn ôm eo Khô Trúc Y, sau đó thân hình khẽ động đi tới vị trí tường thành, sau một khắc, hắn buông lỏng Khô Trúc Y ra, tay trái hóa trưởng dán ở trên cửa thành. Thời điểm tay Dương Diệp vừa dán lên cửa, một màn sáng hơi mỏng lập tức xuất hiện. Nhưng màn sáng này mới vừa xuất hiện, liền bị một cổ lực lượng thần bí ăn mòn hư ảo. Tiêu vong pháp tắc. Ở dưới tiêu vong pháp tắc ăn mòn, màn sáng kia càng ngày càng hư ảo, thoáng qua, màn sáng trên cửa thành hoàn toàn biến mất. Thời điểm màn sáng biến mất, bàn tay trái của Dương Diệp đổi thành quyền, sau đó một quyền oanh ra. Oanh! Cửa thành ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp cùng Khô Trúc Y trực tiếp tiến vào trong thành. Nhưng hai người không có phát hiện là... Thời điểm hủ thi cách tường thành không xa liền ngừng lại, những hủ thi này nhìn cổ thành kia, hung lệ trong mắt biến thành kiêng kỵ. Rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Doanh Mục, các hủ thi vậy mà chậm rãi thối lui. Chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Nhìn thấy một màn này, đám người Doanh Mục trên tường thành nhìn nhau một cái, trong mắt đều mang theo một chút khó hiểu.
Lúc này Doanh Mục đột nhiên nói. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, trong động phủ này nguy cơ tứ phía, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có thể sinh tồn được, cho nên ta đề nghị, mọi người đoàn kết cùng một chỗ, như thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 125.